tâm thích tiểu hồ ly hắn mỉm cười nói ra tiểu phỉ về sau đừng kêu đại nhân tên ta là giang giật ngươi về sau gọi tên ta đi tiểu phỉ vung lên cái đầu nhỏ một cái lông xù móng vuốt nhỏ gãi đầu một cái lần nữa truyền âm tới mẫu hậu nói qua gọi một người đại nhân là biểu thị rất tôn kính hắn tiểu phỉ cũng tôn kính ngươi a à, sở dĩ không thể để cho tên ngươi không bằng ta bảo ngươi đại ca ca à. cũng được giang giật nhẹ gật đầu cúi đầu cùng tiểu hồ ly nói ra tiểu phỉ Người già người mẫu hậu biết không người đừng có chạy lung tung, bên ngoài người xấu nhiều lắm, biết không? Chi chi, tiểu hồ ly ngạo kiều ngẩng đầu lên, truyền âm nói tiểu phỉ lần này thế nhưng là phụng mệnh rời núi, mẫu hậu để tiểu phỉ đến mời ngươi đi làm khách đâu. Yên tâm đi, tiểu hồng cùng tiểu hắc bọn hắn thế nhưng là rất cường đại a, à, người bình thường không phải là đối thủ của bọn họ. Tiểu hồng tiểu hắc, giang giật nhìn nhìn xa xa hai cái đại gia hỏa, ngượng ngùng sờ lên cái mũi, sợ là chỉ có tiểu hồ ly mới dám cho hai cái nhưng so sánh kim cương cảnh cường giả yêu vương, lấy danh tự như vậy a à. Hai cái yêu vương, thân thể đều cao tới mấy trượng, thật cùng một tòa núi nhỏ không có khác nhau, một cái huyết hồng sắc yêu thú, gấu thủ mình sư tử, toàn thân đều là hiện ra hồng quang lông tóc, kia đồng trùy lớn trong mắt đều là hung quang. Miệng rộng bạo lộ ra răng nanh cùng trên lợi chảo phản xạ ra hàn quang làm người ta vui mừng, giang giật rất là hoài nghi, coi như thần du cường giả tối đỉnh nhục thể có thể hay không chịu được nó một trường. Một cái khác yêu vương, giang giật tại thiên tinh thành bên ngoài cũng đã gặp, là một cái màu đen cử viên, toàn thân thế mà không có lông tóc, toàn bộ che kín từng khối vảy màu đen, phòng ngự không cần phải nói rất là kinh người. Gia Cát Thanh Vân đoán không sai, yêu hậu muốn triệu kiến hắn, mặc dù không biết yêu hậu tìm hắn chuyện gì, bất quá xem hai cái yêu vương khí thức hung lệ chiến lực thông thiên, nhưng rõ ràng đối với hắn không có ác ý, giang giật có chút giải sầu, trầm ngâm thoáng cái nói, tốt a à? các ngươi tại cái này các loại chờ ta trở về một chuyến tự cùng các ngươi đi sâu trong núi lớn chi chi tiểu hồ ly nhân tính hóa nhẹ gật đầu thân thể hướng tiểu hồng bay đi cái kia huyết hồng cự đại yêu thú duỗi ra một cái to lớn cánh tay tiểu hồ ly theo cánh tay của nó một đường leo lên bờ vai của nó giang giật trở lại linh thú sơn học viện cùng giang vân hải tiền vạn quán giang tiểu nô nói một tiếng nhìn thấy tiểu nô rất là lo lắng hắn sờ lên đầu của nàng cười nói tiểu nô yên tâm ta cùng yêu tộc tiểu công chúa là bằng hữu bọn chúng sẽ không tổn thương của ta. Cáo biệt mọi người, Giang giật lại đi ra các thanh vân nơi đó một chuyến, lúc này mới phi thân hạ linh thú sơn. Các loại chờ tới gần hai cái cự đại yêu vương, hắn vung tay lên nói, đi thôi, các ngươi dẫn đường, ta đuổi theo các ngươi. Để Giang giật dọa đến hổ khu chấn động chính là, cái kia huyết hồng sắc yêu vương trong mắt lóe lên một lần đùa cợt, đột nhiên lên tiếng muộn thanh muộn khí nói ra, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, có thể theo kịp chúng ta nhìn thấy giang giật bị chấn động đến nói không ra lời tiểu phì con mắt lại chỗ ngoặt thành vành trăng khuyết cười tủm tìm truyền âm nói đại ca ca đừng thấy là a tiểu hồng tiểu hắc thực lực bọn hắn rất cường đại đều có thể nói chuyện đấy đại ca ca mau lên đây để tiểu hồng mang theo chúng ta đi tốc độ nó thật nhanh nha bên trên đi lên giang giật một mặt xấu hổ bên trên yêu vương bả vai xác định sẽ không bị nó một trưởng vỗ chết yêu vương nhưng so sánh kim cương cường giả bọn hắn thế nhưng là đều có ngạo khí tôn nghiêm nhân loại các ngươi liền là dối trá giả mồm. Huyết hồng yêu thú trong mắt rất nhân tính hóa lộ ra vẻ khinh bỉ, một bàn tay cực kỳ lớn vồ tới, như thiểm điện đem giang giật bắt lấy, hướng trên bờ vai ném một cái, hai chân khẽ động, mang theo từng đợt mặt đất chấn động cùng tiếng oanh minh, nhanh chóng hướng sâu trong núi lớn phóng đi. Cảm nhận được dưới thân yêu thú hung uy, giang giật đều có chút hít thở không thông, sắc mặt cũng rất là hoàn toàn trắng bệch. Cũng không phải là nội tâm của hắn e ngại, đây là nhân loại bản năng, Yêu Vương trong thân thể tự động thả ra hung huy cũng quá lớn. Chi chi, Tiểu Hồ Ly nhìn thấy Giang giật bộ dạng này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút nổi giận đùng đùng hướng huyết hồng yêu vương kêu vài tiếng. Kia yêu vương trên người hung huy lúc này mới yếu đi không ít. Giang Dật cũng cảm giác dễ chịu nhiều, chỉ ít không đến nỗi ngay cả động đều không động được. A, à, học viện bên ngoài, tề viện trưởng bọn người toàn bộ sừng sững tại đỉnh núi, dưới núi còn có rất nhiều đội tuần tra thành viên, toàn bộ nhân vọng lấy đứng tại huyết hồng yêu vương trên vai bị mang theo hướng sâu trong núi lớn chạy như điên giang giật hai mặt nhìn nhau yêu thú cùng nhân loại từ xưa đối lập một khi tao ngộ không chết không thôi giang giật phá vỡ cái này nhất định lệ không sao giờ phút này thế mà còn đứng ở một cái yêu vương trên bờ vai cường giả đều có tôn nghiêm có ngông nghinh yêu vương có thể so sánh kim cương cường giả tự nhiên cũng có ngông nghinh giang giật sợ là trong lịch sử duy nhất có thể ngồi tại yêu vương trên người nhân loại a có lẽ Tề viện trưởng kinh ngạc nhìn nhìn qua biến mất ở phương xa giang giật cùng yêu vương, thì thao, bởi vì giang giật, nhân loại cùng cao cấp yêu thú quan hệ thù địch sẽ cực kỳ cải thiện, đại lục về sau cũng có thể là rốt cuộc không cần tiếp nhận yêu thú cản quấy nỗi khổ. Yêu hậu vì sao muốn đối giang giật tốt như vậy? Một tên khác phó viện trưởng, thì đầy mắt nghi ngờ nhìn qua tề viện trưởng, hỏi thăm về đến, giống như yêu hậu không có lên tiếng, cái này yêu vương tuyệt đối sẽ không cho phép Giang giật đứng tại trên bả vai mình A à giống như vẻn vẹn bởi vì Giang giật cứu được tiểu hồ ly cùng tiểu hồ ly quan hệ mật thiết yêu hậu hẳn là sẽ không đối Giang giật tốt như vậy. Giang giật tiểu tử này trên thân đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì liền yêu tộc đại đế đều đối với hắn như thế đặc thù. Ta cũng không biết, tề viện trưởng lắc đầu, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười nói, chúng ta rửa mắt mà đợi đi, có lẽ. Không được bao lâu, Giang giật sẽ mang lại cho chúng ta một cái to lớn kinh hỉ chương 288, thiên nữ phong, dầm dầm rầm, ba vạn sâu trong núi lớn, mặt đất không ngừng run rẩy động, trong núi yêu thú hoặc là toàn bộ hoảng sợ né ra, hoặc là nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy. Hai cố cường đại thú uy rất nhanh bao phủ cả ngọn núi, những cái kia nằm dạp trên mặt đất cấp thấp yêu thú càng thêm sợ hãi, đại khí cũng không dám phun ra. Âm ầm hai cái cự đại yêu thú mạnh mẽ đâm tới mà đến, thân thể đều là đứng thẳng. Trên đường đi đại thụ tiểu thạch phong đều bị bọn chúng thân thể cao lớn đâm đến vỡ nát hai cái yêu thú coi thường nằm dạp trên mặt đất cấp thấp yêu thú, một đường chạy như điên, tốc độ nhìn cũng không nhanh, nhưng chỉ là mấy cái trong chớp mắt tự biến mất tại nơi xa. Tam vạn đại sơn quả nhiên danh phù kỳ thực, nơi này sơn nhiều lắm, yêu thú cũng quá là nhiều, chỉ sợ lần trước yêu hậu đều chỉ là mang đi ra ngoài một phần nhỏ a nếu là toàn bộ mang đi ra ngoài. Giang giật đứng tại bị tiểu hồ ly mệnh danh tiểu hồng không biết tên yêu vương trên vai, một đường không ngừng quan sát, âm thầm kinh hãi hắn đều không nhớ rõ bôn tẩu bao nhiêu đại sơn cái này yêu vương tốc độ cũng quá nhanh yêu thú rất rất nhiều giang giật đều nhìn hoa cả mắt đại ca ca nhà ta nhanh đến a à, nhà ta rất đẹp đáng tiếc trong nhà chỉ một mình ta mẫu hậu thường xuyên bế quan cũng không bồi ta đùa tiểu hồng bọn chúng đều thích tu luyện không có một cái nào chơi với ta đại ca ca người ở nhà ta một thời gian ngắn a à, có đại ca ca bồi tiểu phỉ ta liền sẽ không cô đơn đại ca ca nhà ta có rất nhiều linh quả a à, đi nhà ta tiểu phỉ cho ngươi ăn tiểu phỉ nhảy giang giật trên bờ vai thỉnh thoảng cùng giang giật truyền âm nói giang giật cũng không tốt trả lời chỉ có thể không ngừng mỉm cười tiếp tục quan sát sâu trong núi lớn cảnh sắc a à, nơi xa xuất hiện một tòa cự đại sơn phong cao vào trong mây mà lại đối diện chính là một mặt vách núi treo leo bóng loáng như hương cao không biết có bao nhiêu trượng hai bên cũng không nhìn thấy giới hạn giang giật âm thầm sợ hãi thán phục cao to như vậy sơn phong sợ là đại lục đệ nhất kỳ phong A cấp thấp yêu thú cùng nhân loại có thể đi lên sao. Đại ca ca, phía trên liền là tiểu phỉ nhà, cái này thiên nữ phong thế nhưng là 500 năm trước ta mẫu hậu dùng kiếm vọt ra tới nha. Ngoại trừ tiểu hồng bọn hắn, bình thường yêu thú cũng không có tư cách đi lên, người cũng là cái thứ nhất đi lên nhân loại nha. Tiểu phỉ truyền âm tới, giang giật nghe được âm thầm tắc lưỡi, như thế kỳ phong đúng là sống sờ sờ dùng kiếm bổ ra tới. Trọng yếu nhất chính là, cái này vách núi treo leo bên trên bóng loáng như gương, không có nửa điểm nếp uốn vết đứt rõ ràng là một kiếm vót ra, yêu hậu 500 năm trước chiến lực tựu nghịch thiên A. 500 năm trước, nghĩ tới đây, Giang giật hồ nghi chừng mắt nhìn, cùng tiểu phỉ hỏi, 500 năm người mẫu hậu lớn bao nhiêu còn có tiểu phỉ ngươi lớn bao nhiêu đúng rồi. Phụ thân ngươi đâu, tiểu phỉ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, mới truyền âm nói, mẫu hậu sống hơn 1.000 năm đi tiểu phỉ mới 11 tuổi A, ta không có phụ thân, chúng ta linh hồ nhất tộc, đều không có phụ thân, đều là mẫu thân dựng dục ra tới. Hơn một ngàn năm, Giang giật hít một hơi lãnh khí, trong lịch sử nhân loại dài nhất thọ nguyên cũng liền 500 tuổi a à đây là thiên quân cấp bậc cường giả mới có thể có thọ nguyên. Thần du cường giả chỉ có thể sống 300 năm, kim cương cảnh cường giả có thể sống 400 năm, thực lực càng mạnh sống được càng lâu. Vô chi, huyết hồng yêu vương cười lạnh một tiếng nói, yêu thú thể chất đều so với nhân loại cường đại quá nhiều, bình thường tam gia yêu thú đều có thể sống trên năm 600 năm, hướng chúng ta yêu vương nhẹ nhóm có thể quá ngàn năm, đạt tới yêu đế cấp bậc, tùy ý có thể sống ba ngàn năm, nhân loại các ngươi yếu phát nổ. Giang giật ngượng ngùng sờ lên cái mũi, cái này yêu vương bản năng khinh bỉ nhân loại, hắn cũng không muốn phản bác. Nếu không một câu liền có thể ngăn chặn cái này yêu vương khẩu, yêu thú như vậy cường đại, vì sao trăm vạn năm trong lịch sử, chúa tể đại lục chính là nhân loại, mà không phải yêu thú. Huyết hồng yêu thú trong lúc nói chuyện, đã tới vách núi phía dưới, nó chợt quát một tiếng đứng vững vàng hai chân đột nhiên đạp một cái, mặt đất chấn động, vỡ ra đạo đạo khe hở. Nó khổng lồ thân thể bay vụt mà lên, cái này nhảy lên lại bay vụt lên cao ngàn trượng uổng phí, hai cái lợi chảo đột nhiên nhô ra, đâm vào vách đá bên trong, hai chân tại trên vách đá đạp một cái, mượn lực lại hướng lên trên mặt bay đi. Mấy cái nhảy bắn ở giữa, huyết hồng yêu vương nhẹ nhóm bay lên vạn trượng sơn trên đỉnh, cái kia màu đen cự viên cũng rất nhanh bay vọt đi lên, thân thể rơi vào trên đỉnh núi, lại gây nên mặt đất run lên. Thật đẹp, sang giật bốn phía quét qua, cảm thấy tiên cảnh, địa thế nơi này rất cao, bốn phía có nhàn nhạt xương trắng, cho người ta cảm thấy đám mây. Sơn phong chi điện không có đại thụ, chỉ có hoa cỏ, nơi này là một mảnh biển hoa, trăm hoa đua nở, tranh nhau khoe sắc, đẹp đến nỗi lòng người say. Tiểu công chúa, người mang cái này nhân loại đi vào đi, đại đế không có hạ lệnh, chúng ta tự không đi đế cung. Huyết hồng yêu vương muộn thanh muộn khí nói một tiếng, duỗi ra một cái to lớn bàn tay đem tiểu hồ ly nhẹ nhàng chộp trong tay, xoay người xuống tới, ôn nhu đưa nó để dưới đất, đồng thời như chuông đồng con người hướng giang giật quét qua, ý tứ rất rõ ràng còn chưa cút xuống dưới. Hưu, giang giật nhếch miệng, vội vàng phi thân mà xuống, nhẹ nhàng rơi xuống đất, động tác ngược lại là tiêu sái phiêu giật, đáng tiếc kia huyết hồng yêu thú thấy khó chịu, hừ lạnh một tiếng khí thế một thịt, giang giật thân thể run lên, kém chút té ngã trên đất. Chi chi, tiểu hồ ly bất mãn kêu hai tiếng. Huyết hồng yêu vương trong con người hung quang lập tức thu lại, nhân tính hóa cùng tiểu hồ ly nhẹ gật đầu, thân thể hướng vách núi phía dưới bắn ngược mà xuống. Cái kia cử viên từ đầu đến cuối không có nói qua một câu, cũng hướng tiểu hồ ly nhẹ gật đầu, thân thể bắn ngược mà xuống. "Đại ca ca, đi thôi, mẫu hậu đang chờ ngươi đấy." Tiểu hồ ly truyền âm về sau, lanh lợi tại phía trước dẫn đường, giang giật một đường đi theo hướng phía trước đi đến, nhìn xem mỹ lệ cảnh sắc, nghe nhàn nhạt hương hoa, hắn có loại muốn cảm giác say. Đi chỉ chốc lát về sau, giang giật phát hiện phía trước sương mù càng đậm hắn dùng hắc sắc nguyên lực tăng phúc thị lực, xuyên thấu qua nồng đậm sương mù, hướng phía trước nhìn lướt qua, con người đột nhiên co rụt lại, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. Phía trước thế mà xuất hiện một tòa cự đại cung điện, cung điện này so thanh long hoàng triều cung điện còn muốn đại, toàn bộ đều là bạch ngọc rèn đúc mà thành, thoạt nhìn như là chỉnh thể, tại nồng đậm trong sương khói, giang giật giờ khắc này thật sự có loại bước vào tiên cảnh cảm giác. Cung điện này làm sao tới? Nhất làm cho Giang Giật kinh hãi chính là, nơi này chính là thiên nữ phong, Tam vạn đại sơn chỗ sâu nhất, cung điện này là ai kiến tạo yêu hậu chắc chắn sẽ không tự mình động thủ kiến tạo cung điện à những cái kia yêu thú không có khéo léo hai tay, làm sao lại kiến tạo cung điện chẳng lẽ là yêu hậu bắt được rất nhiều nhân loại, bức bách bọn hắn kiến tạo. Giang giật, vào đi, đừng ngạc nhiên, cung điện này chỉ là một kiện bảo vật mà thôi. Một đạo không có chút nào tâm tình chập trần thanh âm vang lên, Giang giật lúc này mới thoải mái, đi theo tiểu hồ ly hướng trong cung điện đi đến đi đến cung điện bên ngoài đại môn thế mà tự động mở ra, tiểu hồ ly trước tiên lanh lợi đi vào, trực tiếp nhảy lên ngồi tại bạch ngọc trên bảo tọa một tên diễm lệ phu nhân trong ngực, chi chi réo lên không ngừng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là tranh công chi sắc. Tốt, tiểu phỉ, mẫu hậu biết rõ ngươi rất lợi hại á. Yêu hậu trên mặt lúc đầu từng mảnh từng mảnh lạnh băng băng, nhìn thấy tiểu hồ ly, thần sắc thoáng cái hỏa hoãn lại, trong đôi mắt đều là yêu chiều, nàng khẽ vuốt tiểu hồ ly đầu, cười nói tốt, người gọi tiểu hồng bọn hắn hái một chút quả đi, mẫu hậu cùng giang giật nói một ít chuyện. chương 289, một góc của băng sơn. Tiểu hồ ly nghe xong như bảo thạch tròng mắt lập tức sáng lên, cùng giang giật truyền âm một câu, nhanh chóng hướng cung điện đi ra ngoài, giang giật vội vàng khom người cúi người chào nói, giang giật, bái kiến yêu hậu đại nhân. Yêu hậu sắc mặt khôi phục bình tĩnh, trực tiếp đứng dậy hướng bên cạnh một đầu hành lang đi đến, trở ra mới bên mặt nhàn nhạt, nhạt nói một câu, đi theo ta. Giang giật bước nhanh đuổi theo, trong đầu hơi nghi hoặc một chút cũng không biết cái này yêu hậu muốn dẫn hắn đi cái nào đi qua một đầu hành lang dài dằng dặc vòng qua hai đầu cái thiền điện cuối cùng yêu hậu lên một cái thang lầu giang giật đi theo tại yêu hậu sau lưng nhìn không chớp mắt nhưng nhìn xem yêu hậu xinh đẹp bóng lưng nghe trên người nàng nhàn nhạt hồ hương hắn bản năng có chút tâm viên ý mã nội tâm cũng âm thầm kinh hãi cái này yêu hậu mị lực chi đại sợ là thiên hạ bất kỳ một cái nào nam tử đều không có cách nào chống cự mị lực của nàng a Hồ Ly Tinh, nghĩ đến trong sách xưa liên quan tới Hồ Ly Tinh cố sự, Giang dập hiểu lầm, chẳng lẽ cổ đại cũng có linh hồ tu luyện đến thiên quân cấp bậc, cuối cùng hóa thành nhân loại bởi vì nhân loại nam tử chống cự không được mị lực của các nàng, tăng thêm các nàng có mị hoặc yêu thuật, mới có Hồ Ly Tinh tồn tại. Yêu hậu từ tham lầu đi lên cung điện đỉnh chóp, lại là một cái sân thượng, trên sân thượng có một cái cái đình, yêu hậu tiến vào cái đình thản nhiên đứng thẳng, ngắm nhìn phương xa. Trên sân thượng cảnh sắc càng đẹp, toàn bộ sân thượng bốn phía đều bị dây leo quấn quanh, dây leo bên trên có vô số màu hồng tiểu hoa, tăng thêm dâng lên nhàn nhạt sương mù, chậm chậm thanh phong, giang giật có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Không đúng, giang giật đột nhiên trong con người quang mang lóe lên, quét mắt nhìn bốn phía, cái mũi có rúm cảm giác có chút không thích hợp, cái này sân thượng có quỷ dị, bởi vì nơi này thiên địa linh khí quá nồng nặc, nồng nặc đáng sợ, so ngoại giới tuyệt đối phải nồng đậm mấy chục lần trở lên. Yêu hậu xoay người, hờ hững nhìn Giang giật một chút, nhàn nhạt nói ra, giang giật, về sau ngươi ngay tại bế quan này đi, trong ba năm ngươi không đột phá nổi kim cương cảnh, liền rốt cuộc đừng đến chỗ ta. Cái gì, giang giật thân thể run lên, nghẹn ngào kêu lên, cái này yêu hậu để hắn tại cái này tu luyện hơn nữa còn để hắn trong ba năm đột phá kim cương cảnh. Làm sao không có lòng tin, yêu hậu lạnh nhạt nói ra, nơi này thiên địa linh khí như thế nồng đập, giống như ngươi trong ba năm không đột phá nổi. Như vậy thì không có tư cách cùng tiểu phỉ làm bằng hữu cũng không có tư cách tiến vào của ta thiên nữ phong. Nha, Giang giật hàm hồ lên tiếng, thật sự là hắn không có lòng tin, bởi vì hắn đan điền biến dị, hắn cũng không biết tu luyện lại biến thành cái gì bộ dáng. Mà lại đại lục thần du cường giả đếm không hết, nhưng là kim cương cảnh cường giả chỉ có hơn 10 người, có thể thấy được kim cương cảnh đột phá chi nạn. Hắn trầm ngâm một trận, đem những chuyện kia vứt ở một bên, hơi nghi hoặc một chút ôm quyền nói, yêu hậu, ngài vì sao đối ta tốt như vậy. Yêu thú đại đế, thế mà đối một nhân loại tốt như vậy, cái này hiển nhiên có chút vượt qua lẽ thường. Giang giật không hỏi tin tưởng trong lòng luôn luôn không nỡ đem một nhân loại lưu tại yêu tộc đại đế cung điện tu luyện, việc này truyền đi sợ là thiên hạ không ai hội tin tưởng a. À. Bởi vì tiểu phỉ, yêu hậu trầm mặc một hồi, ánh mắt nhìn về phía phương xa, trong mắt đẹp lộ ra một vệt sầu lo, nàng u u mở miệng, thế mà thẳng thắn nói ra. Qua một thời gian ngắn, ta có thể muốn ra ngoài, lần này ra ngoài ngắn thì mấy năm nhiều thì mấy chục năm cũng có khả năng cả một đời cũng sẽ không trở về tiểu phỉ từ nhỏ cùng ta sinh hoạt chung một chỗ ta một mực hóa thành nhân loại dùng nhân loại tư duy dạy bảo nàng cho nên nàng từ nhỏ đã không có coi mình là một cái yêu thú cũng không thích cùng yêu thú đùa luôn luôn muốn đi ra ngoài tìm kiếm nhân loại làm bằng hữu ta tại thiên tinh đại lục còn tốt nếu như ta không có ở đây đâu nàng nếu là chạy loạn ra ngoài khẳng định sẽ bị nhân loại cho hại sở dĩ ta nghĩ ngươi trở nên lớn mạnh một chút thay ta chiếu cố thật tốt tiểu phỉ Thì ra là thế, Giang giật thoải mái, tại thiên tinh thành yêu hậu nói nàng về sau không có ở đây, tiểu hồ ly sẽ chết tại nhân loại trong tay, khi đó Giang giật tựu rất là kinh nghi, ngược lại là minh bạch. Không bằng hắn dừng một chút, càng thêm nghi ngờ dò hỏi, ra ngoài yêu hậu ngài muốn đi đâu thiên tinh đại lục, chẳng lẽ bên ngoài còn có đại lục mà lại. Yêu hậu ngài như thế thực lực cường đại, không thể mang theo tiểu phỉ cùng đi ra sao ân. Yêu hậu ngài đừng hiểu lầm, Ta cũng không phải là không nguyện ý chiếu cố tiểu phỉ, trong lòng ta đã sớm làm tiểu phỉ là muội muội, ta liền sợ thực lực của ta không được. Những này ngươi không cần biết rõ." Yêu Hậu quét sang giật một chút, u u nói ra, ngươi chúc thực lực ấy, vẫn là đừng hỏi nhiều như vậy tốt, biết rõ đối ngươi không có có ích. Ta không mang theo tiểu phỉ đi, tự nhiên ta có đạo lý của ta. Thể chất của ngươi vô cùng, đặc thù, chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện, về sau thành tựu không thể đoán trước, chiếu cố tiểu phỉ ngược lại là dư sai rất đặc thù giang giật nội tâm chấn động yêu hậu lúc nói những lời này quét hắn đan điền vị trí một chút giang giật cũng cảm giác chính mình sở hữu bí mật đều bị nàng cặp kia đôi mắt đẹp xem thấu trong lòng cũng dị thường không thoải mái thật giống như chính mình áo không mảnh vải đứng tại yêu hậu trước mặt rất là không tự tại cũng may yêu hậu nhìn thoáng qua lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía nơi xa cũng không có nói cái gì giang giật đương nhiên sẽ không chủ động cùng nàng nói mình đan điền biến dị yêu thú tu luyện cùng nhân loại hoàn toàn không giống coi như nói sợ là nàng cũng sẽ không thảo A. À. Tốt ha à, hắn nghĩ nghĩ, dù sao trở về không có việc gì, tiểu nô cùng Giang Vân Hải ở tại Linh Thú Sơn Học Viện cũng an toàn vô cùng. Có như thế tuyệt thế bảo địa tu luyện, Giang giật cũng không phải ngớ ngẩn, làm sao lại cự tuyệt đâu. Đúng rồi, Giang giật nhớ tới lần thứ nhất gặp yêu hậu lúc, nàng hỏi thăm Hỏa Linh Thạch Lai Lịch. Khi đó hắn quật cường không nói, giờ phút này ngược lại là có chút ngượng ngùng, hắn lấy ra Hỏa Linh Châu nói, yêu hậu, Lần trước ngươi hỏi ta Hỏa Linh Thạch Lai Lịch, ta không có nói cho ngươi, kỳ thật, cái này Hỏa Linh Châu cùng Hỏa Linh Thạch đều là theo Thiên Quân mộ trong đạt được, là Vạn Long Thiên Quân bảo vật. Vạn Long Thiên Quân không có khả năng. Yêu Hậu nhìn lướt qua, vô cùng khẳng định nói ra, ngươi kia tiểu thạch đầu hỏa diễm phi thường khủng bố, coi như phổ thông kim cương cảnh cường giả cũng đỡ không nổi, thứ này tuyệt đối không phải đại lục này có thể có, Vạn Long Thiên Quân đoán chừng cũng là cơ duyên xảo hợp đạt được, thứ này hẳn không phải là đại lục chi vật phổ thông kim cương cảnh cường giả cũng đỡ không nổi. Giang giật âm thầm cảm thấy đáng tiếc, hỏa linh thạch bị hắn tiêu xài lãng phí không ít, còn lại 10 cái tả hiếu, đoán chừng lại dùng mấy lần tự triệt để không còn. Người tu luyện đi, không có việc gì tận lực không nên đi ra ngoài, cũng không cần mang theo tiểu phỉ chạy loạn ra ngoài, tiểu phỉ nếu là xảy ra sự tình, ta duy ngươi là hỏi. Yêu hậu lạnh lùng nói một câu, hướng sân thượng phía dưới đi đến, tại cửa ra vào đột nhiên nhớ tới cái gì, bên mặt nói ra tiểu phỉ sẽ cho ngươi làm điểm linh quả đến, một viên linh quả có thể để ngươi duy trì nửa năm không cần ăn giống như ngươi có việc gấp muốn ra ngoài để tiểu hồng đưa ngươi ra ngoài là được ta bế quan yêu hậu thân thể biến mất tại trên sân thượng bóng lưng xinh đẹp như xưa nhưng giang giật từ trên người nàng cảm thụ mang một tia nặng nề sắc mặt hắn cũng ngừng trọng xuống tới âm thầm phỏng đoán cái này yêu hậu đến cùng gặp cái gì thiên đại sự tình lấy nàng thông thiên chiến lực ai còn có thể làm cho nàng rời đi đại lục liền tiểu hồ ly cũng không dám mang thậm chí có khả năng một đi không trở lại đều đến tần bồi dưỡng một nhân loại giúp nàng chiếu cố nữ nhi phân thượng. Còn có, đại lục bên ngoài lại có cái gì? Hắn đứng tại trong đình, xuyên thấu qua nồng đậm sương mù, nhìn qua nơi xa bầu trời xanh thẳm, không hiểu cảm giác được, thế giới này xem ra so với hắn trong tưởng tượng phức tạp, có lẽ hắn nhìn thấy chỉ là thế giới này một góc của băng sơn. chương 290, Vinh Dự Trưởng Lão Giang giật tại ba vạn sâu trong núi lớn thiên nữ phong bên trong đế cung ở, mỗi ngày bồi tiểu hồ ly một hai canh giờ, thời gian còn lại đều tại sân thượng bên trong tu luyện. Tiểu hồ ly không ngừng cho giang giật mang đến các loại linh quả, một mạch cho giang giật ăn, giang giật cũng không biết cái này linh quả có làm được cái gì, dù sao coi như cơm ăn. Yêu hậu không có lửa hắn, ăn những này linh quả, giang giật rốt cuộc không có cảm giác đói bụng, còn cảm giác nhục thể đang không ngừng tăng cường, nguyên lực thế mà cũng chậm rãi tại tăng trưởng yêu hậu hoàn toàn chính xác bế quan không còn xuất hiện tiểu hồ ly tựa hồ quen thuộc yêu hậu không có ở đây thời gian không có nửa điểm kỳ quái cả ngày mang theo giang giật tại thiên nữ phong bên trên loạn đi dạo nghe giang giật nói nhân loại tin đồn thú vị nói hắn khi còn bé sự tình giang giật lúc tu luyện nàng ngay tại sân thượng bên trong nằm ngáy o o cả ngày cũng không thấy nó tu luyện chỉ là ăn linh quả mỗi lần đều có thể ăn mười mấy mai để giang giật cảm khái nó sức ăn chi lớn giang giật luyện hóa đưa tin ngọc phù cho ra các thanh vân nói yêu hậu lưu hắn tại cái này tu luyện một đoạn thời gian, còn lại ngược lại là không nhiều lời. Ra các thanh vân đưa tin để giang giật an tâm tu luyện, không cần lo lắng tiểu nô các nàng. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong chấp mắt hai tháng đi qua. Giang giật hai tháng này ngoại trừ bồi tiểu hồ ly bên ngoài liền là tu luyện đi ngủ, tiểu hồ ly cũng càng thêm ỉ lại giang giật, nhiễm nhiên có loại xem như thân ca ca cảm giác. Giang giật là nàng nhận biết cái thứ nhất nhân loại, cũng là người bạn thứ nhất, chân tâm đối nàng bản thân nàng mới 11 tuổi, thuần khiết phải cùng một tấm giấy trắng không có khác nhau, giang giật đối nàng tốt, nàng tự nhiên đối với hắn càng tốt hơn. Đế cung sân thượng, thiên địa linh khí so ngoại giới nồng đậm mấy chục lần, giang giật tốc độ tu luyện nhanh chóng. Cái này hai tháng hắn cũng không ngừng nghiên cứu trong đan điền kia chín khỏa tinh thần, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. Chỉ là biết rõ viên thứ nhất tinh thần hắc sắc nguyên lực rốt cuộc nhanh đầy, cũng không biết các loại chờ triệt để đầy về sau, có thể hay không phát sinh cái gì dị biến. Tu luyện, tu luyện, lần nữa thấy bên trong một lần, Giang giật cũng không quan tâm đến nó, nhìn lướt qua bên cạnh ngủ say tiểu hồ ly, nhắm mắt chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Ông, đúng lúc này, trong ngực hắn một viên màu xanh ngọc phù đột nhiên phát sáng lên, hắn sắc mặt khẽ giật mình, vội vàng lấy ra quán chú nguyên lực, tâm thần yên lặng đi vào xem xét. Ngọc phù này là xác định vị trí đưa tin ngọc phù, hắn chỉ có thể đưa tin cho gia cát thanh vân, cũng chỉ có thể thu được gia cát thanh vân đưa tin. Đưa tin rất đơn giản, có người tìm giang giật, vẫn là giang giật người quen biết cũ thiên võ thành võ điện điện chủ cùng dương quản sự nghe nói có chuyện quan trọng tìm giang giật ra Gia các thanh vân hỏi thăm giang giật có muốn gặp bọn hắn hay không giống như không thấy hắn có thể tùy ý mượn cớ đuổi võ điện điện chủ dương quản sự giang giật chân mày cao lại có chút hơi khó hai người tìm tới hắn chuyện gì võ điện điện chủ hắn có thể không thấy nhưng dương quản sự đối với hắn có ân năm đó rất là chiếu cố hắn không đi gặp hắn có chút không thể nào nói nổi a à đi ra ngoài một chuyến đi giang giật làm ra quyết định hai tháng không gặp tiểu nô cùng giang vân hải còn có tiền vạn quán giang giật hơi nhớ nhung các nàng dù sao có cái kia yêu vương đưa hắn ra ngoài cũng không cần mấy ngày thời gian chi chi tiểu hồ ly tựa hồ cảm ứng được cái gì mơ mơ màng màng mở to mắt các loại chờ giang giật nói phải đi ra ngoài một bận nàng một đôi mắt lập tức phát sáng lên truyền âm nói tốt tốt đại ca ca ta cũng cùng ngươi ra ngoài tại núi này bên trong quá khó chịu tiểu phỉ muốn cùng ngươi đi ra ngoài chơi. Ngươi cũng muốn ra ngoài, giang giật lại khó xử, mặc dù đi linh thú sơn có ra cát thanh vân tại, hẳn là an toàn vô cùng. Mà lại lần trước yêu hậu như thế nháo trò, cũng không ai dám làm loạn a à bất quá giang giật vẫn là không yên lòng, lắc đầu nói tiểu phỉ, ta không thể mang ngươi ra ngoài, nếu không ngươi mẫu hậu hội trách cứ của ta. Không có việc gì nha, tiểu hồ ly lắc lắc cái đuôi, không thèm để ý chút nào truyền âm nói, mẫu hậu nói, chỉ cần tại ba vạn trong núi lớn, ta mang theo tiểu hồng cùng tiểu hắc đều vô sự, người không phải muốn về cái kia học viện sao nơi đó còn không có ra đại sơn đấy. Tốt ha, Giang giật nhẹ gật đầu, có hai cái yêu vương tương bồi, tiểu hồ ly an toàn hoàn toàn chính xác có bảo hộ, trừ phi đại lục thập đại cường giả người xuất thủ, nếu không không ai có thể bắt lấy tiểu hồ ly. Chi chi, Giang giật đáp ứng, tiểu hồ ly lập tức vui vẻ ra mặt, vui sướng mang theo Giang giật đi ra phía ngoài. Đi đến bên bờ vực, nàng đối phía dưới kêu vài tiếng, kia hai cái yêu vương rất nhanh bay vụt mà lên, huyết hồng yêu thú muộn thanh muộn khí nói ra, tiểu công chúa, gọi gọi đến chúng ta, có gì phân phó. Chi chi, tiểu hồ ly kêu hai tiếng, kêu huyết hồng yêu vương xem xét giang giật vài lần, có chút khó chịu nói ra, lên đây đi, bản vương mang các ngươi ra ngoài. Có yêu vương mang theo đi đường, không chỉ có tốc độ cực nhanh, mà lại an toàn vô cùng, một đường không có bất kỳ cái gì yêu thú dám quấy dày. Chỉ là mấy ngày giang giật tựu đã tới Hắc Nguyên Sơn Mạch, Giang Giật để hai cái yêu vương đứng tại Hắc Vân Sơn mạch miễn cho gây nên trong học viện bạo động. Hắn vừa định cùng Tiểu Hồ Ly nói hai câu, ai ngờ Tiểu Hồ Ly lại đột nhiên chui vào tay áo của hắn bên trong, truyền âm nói: Đại ca ca, mang ta đi vào chơi đùa, à ta cam đoan không ra cũng sẽ không xảy ra âm thanh. Tiểu Phỉ rất ngoan nha. Giang Giật bất đắc dĩ nhìn qua hai cái yêu vương, huyết hồng yêu thú trầm mặc một trận nói ra: Chỉ cần ngươi không rời đi học viện, chỉ cần trong học viện cái kia kim cương cảnh cường giả bất động tiểu công chúa có chúng ta tại không ai có thể tổn thương nàng, đương nhiên. Xảy ra sự tình, chính ngươi nâng đầu đi gặp đại đế. Ừm, Giang giật cũng không cảm thấy có vấn đề gì, ở trong học viện so bất kỳ địa phương nào đều an toàn, hắn mang theo tiểu hồ ly nhanh chân hướng trong học viện đi đến, rất nhanh xông lên học viện, trực tiếp tiến vào viện tử của mình bên trong. Thiếu gia, thiếu chủ, Giang tiểu nô cùng Giang Vân Hải đều tại, tiền vạn quán không người, hai người nhìn thấy Giang giật trở về lập tức vui vẻ ra mặt, Giang giật mỉm cười gật đầu, cũng không nhiều lời vỗ vỗ trong tay áo tiểu hồ ly nhẹ giọng nói ra tiểu phỉ ra đùa đi người tại trong nhà này đừng có chạy lung tung ta đi làm chút chuyện rất mau trở lại tới tiểu nô cho tiểu phỉ tìm một chút ăn ngon a à, thật xinh đẹp tiểu hồ ly tiểu nô một đôi mắt phát sáng lên đưa tay ôm lấy tiểu hồ ly tiểu phỉ cũng không sợ sinh khôn khéo đi theo tiểu nô vào phòng bên trong giang giật cùng giang vân hải nói vài câu ra viện tử bên ngoài một vị đạo sư sớm đang đợi nhìn thấy Giang Giật liên thanh nói ra, Giang Giật, đi thiết viện trưởng kia, hai vị khách nhân ở loại kia ngươi đây. Thiết viện trưởng, Giang Giật nghi ngờ hỏi thăm về đến, học viện không phải không cho phép ngoại nhân đi vào sao. Võ điện điện chủ thực lực chỉ có tử phủ đỉnh phong, Dương Quản sự càng không chịu nổi, hai cái võ điện tiểu nhân vật, thế mà có thể được đến đãi ngộ như thế Giang Giật tự nhiên kinh ngạc. Đạo sư giải thích, bình thường người xác thực vào không được, bất quá bọn hắn hai người cầm võ điện tổng điện chủ lệnh bài, tự nhiên có ưu đãi, võ điện tổng điện chủ thế nhưng là thập đại cường giả người bên trong xếp hạng đệ tứ cường giả. Nha, Giang giật nhanh chóng đi theo người đạo sư này đi một vị phó viện trưởng trong sân, gặp được thiên võ thành võ điện điện chủ, còn có dương quản sự. Tiêu viện trưởng đang bế quan, người đạo sư này rất thức thời lui xuống, một phen hàn huyên về sau, võ điện điện chủ mỉm cười từ trong ngực lấy ra một phần văn kiệt, nói rõ ý đồ đến, Giang giật, ta là đại biểu võ điện tổng điện đến mời chào ngươi, Tổng điện chủ rất thưởng thức ngươi, quyết định ban cho ngươi một cái vinh dự trưởng lão chi vị. Ngươi trước khác đừng cự tuyệt, nghe nói ta xong, cái này vinh dự trưởng lão không cần làm bất cứ chuyện gì, chỉ là treo cái tên, trong võ điện cũng không có bất kỳ người nào có thể mệnh lệnh ngươi, nhưng ngươi có thể vận dụng võ điện rất nhiều tài nguyên, một năm còn trong nhận lấy một viên thiên thạch bổng lộc, hy vọng ngươi thấy chúng ta ngày xưa tình cảm, không muốn cự tuyệt. Lại một cái tặng lễ, Giang giật mày kiếm vẩy một cái, trong lòng có chút nhàn nhạt, nhạt bất an cái này võ điện cảm giác cùng lúc trước thanh long hoàng triều đồng dạng vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo a trên thế giới này không có bữa trưa miễn phí thiên thượng cũng sẽ không rớt đĩa bánh hắn trầm ngâm một chút rất nhanh mở miệng nói việc này cho ta suy tính một chút một ngày sau đó trả lời chắc chắn các ngươi được không chương 291, xảy ra chuyện lớn quả nhiên không ra lão phu sở liệu giang giật người cái này vinh dự trưởng lão không thể làm a gia ra các thanh vân nghe xong giang giật giảng thuật về sau đáp lũng mí mắt run lên trong mắt bắn ra hai đạo tinh quang nói vừa vào võ điện sâu như biển từ đây thiên đường là địa ngục câu nói này ngươi có thể chưa nghe nói qua nhưng đến chúng ta cái này cấp bậc đều hiểu địa ngục giang giật lông mày nhíu lại nhi hoặc nói ra không nghiêm trọng như vậy a à, võ điện không phải nói chỉ là vinh dự trưởng lão sao mà lại không cần ta làm một chuyện gì bất kỳ người nào mệnh lệnh đều có thể không nghe võ điện cũng chưa từng cái gì bê bối a à, bọn hắn chưa từng lẫn vào đại lục phân tranh a à. ha ha Gia Cát Thanh Vân vuốt vuốt thổn thức sợi dâu nói, giang giật, các ngươi nhìn thấy đều là mặt ngoài đồ vật. Nói như vậy, giống như người còn tại thiên võ thành, người hội có cơ hội tiếp xúc thần võ quốc vương từ những nhân vật này sao trước kia tại trong lòng ngươi, thần võ quốc vương thất có phải hay không rất cao thượng, thật vĩ đại, vô tư. ấy giang giật không phản bác được, trước kia trong lòng hắn thần võ quốc vương thất thật là thần thánh, kinh lịch đủ loại sự tình về sau, mới biết được vương thất đến cỡ nào xấu xí cùng buồn nôn. Gia Cát Thanh Vân tiếp tục nói ra, võ điện sự tình ta không làm thêm đánh giá ta chỉ muốn nói cho ngươi mấy chục năm qua võ điện thuê ít nhất trăm vị vinh dự trưởng lão cuối cùng những ngày vinh dự trưởng lão đều mất tích cụ thể là tại tổng điện ẩn núp tu luyện vẫn phải chết cái này không được biết rồi bất quá có thể xác định chính là một khi trở thành vinh dự trưởng lão võ điện có là biện pháp để ngươi khăng khăng một mực thần phục với bọn hắn ta đã hiểu đa tạ viện trưởng nhắc nhở giang giật khom mình hành lễ lúc đầu có chút trần chờ lúc này là triệt để làm xuống quyết định hắn rời đi viện tử sau trực tiếp đi thiết viện trưởng viện tử thẳng thắn cự tuyệt thậm chí lấy cớ đều không tìm một cái liền là không muốn gia nhập phó điện điện chủ nhìn thấy giang giật như thế quả quyết biết rõ hắn khẳng định đi tìm ra các thanh vân hắn trầm ngâm một chút nghiêm mặt nói giang giật người có thể đối võ điện có chút hiểu lầm người chỉ có tiến vào võ điện mới có thể biết rõ võ điện đến cỡ nào tốt võ điện thế lực lớn đến mức nào ta có thể len lén nói cho ngươi một chút kỳ thật Võ điện thế lực lớn đến tưởng tượng của ngươi bên ngoài, bất quá võ điện chưa từng tham dự đại lục phân tranh thôi. Ta có thể cùng ngươi cam đoan, ngươi nếu là trở thành võ điện vinh dự trưởng lão, ngươi coi như đứng tại thần võ quốc phương thành, hạ đình uy cũng không dám động tới ngươi. Như bức như vậy, Giang giật kinh hô một tiếng, nếu không phải người này là võ điện phân điện chủ, Giang giật còn tưởng rằng hắn là thằng điên. Bất quá nghe được hắn, Giang giật càng thêm kiên định không gia nhập võ điện quyết tâm. Như thế một thế lực khổng lồ, một khi gia nhập sợ là thật vĩnh viễn không thể thoát ly. Dương quản sự cũng chân thành nói ra, thương lang, nếu như ngươi tin tưởng ta, ngươi tự tiếp nhận đi. Nói thật, chỉ có võ điện có thể bồi dưỡng ngươi, mà lại ngươi đảm nhiệm chỉ là vinh dự trưởng lão, theo ta được biết, vinh dự trưởng lão hoàn toàn là tự do, không bị bất luận cái gì ước thúc, không cần đảm đương bất cứ trách nhiệm nào, cũng không cần mặc cho người nào mệnh lệnh, bao quát. Tổng điện chủ, Giang giật cười khổ nhìn qua Dương quản sự, chắp tay nói, thật có lỗi, Dương quản sự, việc này ta đã quyết định làm bằng hữu giống như ngươi về sau cần giang mỗ hỗ trợ cứ mở miệng việc này coi như ta xin lỗi ai phó điện phân điện chủ ánh mắt lộ ra một vòng thất vọng cùng hối hận năm đó giang giật tại thiên võ thành lúc dương quản sự cùng phí lão đã từng khuyên hắn mời chào giang giật nhưng hắn chướng mắt giang giật giờ phút này nghĩ mời chào lại không cơ hội phó điện điện chủ cùng dương quản sự đi giang giật cũng không có ý định lập tức trở về đi để tiểu hồ ly tại linh thú sơn học viện đùa bên trên hai ngày tiểu hồ ly thế mà cùng tiểu nô rất hợp duyên chỉ là một buổi sáng một người một thú tựu rất là quen thuộc giang tiểu nô cầm một chút thịt nướng mỹ thực cho tiểu hồ ly ăn tiểu hồ ly từ nhỏ đều là ăn linh quả lớn lên chưa từng nếm qua những vật khác giờ phút này ăn một lần nhân loại mỹ thực thích đến ghê gớm cũng đối tiểu nô càng thêm thân mật giang giật thì cùng giang vân hải hai người ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm yêu hậu nơi đó sự tình giang giật không có bất kỳ cái gì giấu giếm toàn bộ nói một lần Nghe được Giang Vân Hải bùi ngùi mãi thôi, không nghĩ tới Giang Giật còn có như thế cơ duyên, yêu hậu đế cung, sợ là thiên hạ bất luận kẻ nào cũng không có tư cách đi vào đi Giang Giật ngược lại tốt, yêu hậu thế mà để hắn ở bên trong tu luyện, tùy ý xuất nhập. Đúng rồi, thiếu chủ, Giang Vân Hải đột nhiên nhớ tới một sự kiện, mới mở miệng lại trần chờ tốt nửa ngày mới nói ra, vệ hồn na di thuật là phu nhân duy nhất truyền cho ta thần thông. Lúc đầu phu nhân không nói muốn ta truyền cho ngươi, mà lại cái này thần thông mặc dù là chạy chối chết thần thông, nhưng cũng là muốn mạng thần thông. Mỗi lần phóng thích đều muốn thiêu đốt linh hồn, linh hồn trọng yếu ngươi cũng biết, linh hồn biến yếu, võ giả ngộ tính cũng sẽ biến yếu, nghiêm trọng lại biến thành ngớ ngẩn. Sở dĩ ta cũng không biết, cái này thần thông có nên hay không truyền thụ cho ngươi. Cái này, Giang Giật cũng trần chờ cái này phệ hồn na di thuật là rất nhiều bức đào mệnh thần thông. Vấn đề thứ này cũng là kiếm hai lưỡi, mà lại sợ cần dùng đến nghiện, một khi gặp nguy hiểm đều không có vượt khó tiến lên dũng khí, trực tiếp đào mệnh, sợ là chạy trốn mấy lần, trực tiếp biến thành ngu ngốc rồi. Học một ít đi, cuối cùng Giang Giật vẫn là hạ quyết tâm, nói thế nào đây đều là mẹ hắn thân duy nhất vật lưu lại, Giang Giật cũng tự tin ý chí lực coi như không tệ, có thể không cần thứ này kiên quyết không cần. Giang Vân Hải nhẹ gật đầu, mang tới giấy bút đem phệ hồn na di thuật khẩu quyết viết xuống, Giang Giật xem hết nhớ kỹ sau lập tức hủy đi, Giang Vân Hải lại giảng giải một chút kỹ xảo. Giang giật chủ quan cảm ngộ thoáng cái, cũng cảm giác cái này thần thông ngược lại là rất dễ dàng luyện thành, không bằng hắn cũng không dám nếm thử, linh hồn trọng yếu như vậy, thiêu đốt một chút cũng cảm thấy đáng tiếc. Ngày thứ ba, Giang giật quyết định đứng dậy hồi trở lại thiên nữ phong, hắn trong đan điền viên thứ nhất tinh thần bên trong nguyên lực đã nhanh đầy, hắn mặc dù không biết mình đạt tới cái gì cảnh, nhưng vẫn là nghĩ đến trước đem cái này tinh thần luyện đầy, nhìn xem tình huống lại nói. Đế cung trên sân thượng thiên địa linh khí so bên ngoài nồng nặc gấp mấy chục lần, ở nơi đó tu luyện quen thuộc, tại linh thú sơn học viện tu luyện, Giang giật luôn cảm giác không thích ứng. Chi chi, để Giang giật rất là ngoài ý muốn chính là, tiểu hồ ly cùng tiểu nô cùng nhau chơi đùa hai ngày, lúc gần đi lại để cho Giang giật đem Giang tiểu nô mang đến thiên nữ phong, nói mời Giang tiểu nô đi nhà nàng đùa. Cái này không được đâu người mẫu hậu không có mở miệng, tại sao có thể mang tiểu nô đi vào. Không có chuyện gì, đại ca ca, ta mẫu hậu mỗi lần bế quan ít nhất đều là một năm, mà lại coi như biết rõ, cũng sẽ không nói gì gì đó, tiểu nô tỉ tỉ thế nhưng là tiểu phỉ bằng hiếu. Giang giật nhìn thấy tiểu hồ ly kiên định biểu lộ, quay đầu lại nhìn thấy giang tiểu nô đầy mắt hy vọng dáng vẻ, hắn cắn răng nói, tốt a, à, thực sự không được, tiểu phỉ ngươi để yêu vương đem tiểu nô trả lại đi. Chi chi, tiểu hồ ly cao hứng ghê gớm, giang giật đi vào cùng giang vân hải nói một tiếng, cái sau không có ý kiến gì, cười cười đột nhiên thần thần bí bí đưa lỗ tai nói, thiếu chủ, tiểu nô là mẫu thân ngươi cho ngươi chọn thị nữ, Kỳ thật, còn có một cái hàm nghĩa, đây là cho người chọn tiểu thiếp, người có thể tại cơ hội thích hợp thu nàng. Ây, Giang giật khẽ giật mình, rất nhanh đỏ bừng cả khuôn mặt, trách cứ nhìn qua Giang Vân Hải nói, đại gia gia, người nói cái gì đấy tiểu nô ta làm nàng là muội muội người tại sao có thể nói như vậy? Hắc hắc, Giang Vân Hải giả vờ ngây ngốc, cười tùm tỉm khua tay nói, đi thôi, đi thôi. Không cần lo lắng đại gia gia, cố gắng tu luyện. Giang giật bọn người nhanh chóng hạ sơn, rất nhanh bị hai cái yêu vương mang theo hướng sâu trong núi lớn chạy như điên hắn chân trước vừa đi linh thú thành phương hướng một vị phó viện trưởng nhanh chóng hướng trong học viện băng băng mà tới trên mặt đều là vẻ mặt ngưng trọng bộ này viện trưởng coi thường học viên cùng đám đạo sư hành lễ như một trận như cuồng phong phóng đi ra các thanh vân trong sân còn phi thường không có lễ phép không có gõ cửa trực tiếp đẩy cửa vào đi vào tự quát khẽ viện trưởng xảy ra chuyện tuổi đã cao như thế bộ dáng còn thể thống gì ra các thanh vân đang ở sân bên trong hít mắt phơi thái dương có chút bất mãn dăn dậy hai câu mới quát khẽ nói chuyện gì bộ này viện trưởng nuốt một miếng nước bọt nhanh chóng nói ra có người hướng thanh long hoàng triều báo cáo phát hiện bắt cóc tiểu hồ ly chủ sử sau màn còn lấy ra chứng cứ mà hắn báo cáo người này đúng là tô địch quốc cái gì không có khả năng hoang đường ra các thanh vân hai đầu thưa thất lông mày dựng đứng còn người chuyển động vài vòng sắc mặt ảm đạm nặng nề thở dài nói hoàn toàn chính xác xảy ra chuyện, xảy ra đại sự A. chương 292, hết đường chối cãi. Tô Địch Quốc, cái tên này trên đại lục coi như nổi danh, rất nhiều người đều biết rõ. Người này là Đại Hạ Quốc người thứ hai, Đại Hạ Quốc quốc chủ Tô Địch Vương Đường Đệ, Đại tướng Quân Vương, nắm giữ lấy Đại Hạ Quốc một phần năm quân đội, gió hè thành thành chủ. Tô Địch Quốc đã chết, chết tại gió hè thành nội, cùng một chỗ chôn cùng còn có Tô Bình Bình, mấy chục vạn Đại Hạ Quốc quân đội, mấy chục vạn gió hè thành con dân, cùng hơn hai vạn thần võ quốc doanh, bọn hắn toàn bộ đều là bị đại quân yêu thú đánh giết. Sở dĩ vinh phó viện trưởng bẩm báo, nói bắt cóc tiểu hồ ly chủ sử sau màn là tô địch quốc, ra các thanh vân phản ứng đầu tiên liền là hoang đường. Tô địch quốc làm người ta bắt cóc tiểu hồ ly, sau đó dụ dùng đại quân yêu thú công kích đại hạ quốc cuối cùng còn đem hắn chính mình giết đi tô địch quốc là đầu óc bị cửa kẹp, vẫn là bị lừa đá. Trên thực tế, tin tức này truyền khắp đại lục về sau, đại lục con dân phản ứng đầu tiên cùng ra các thanh vân giống nhau như đúc, toàn bộ đều cảm giác hoang đường buồn cười. Sở hữu thế lực lớn đều có thể là phía sau màn thủ phạm, thậm chí thanh long hoàng triều đều có hiểm nghi, duy chỉ có đại hạ quốc không thể nào, bởi vì đại hạ quốc lần này tổn thất thảm trọng nhất. Lui một vạn bước nói, coi như thật là đại hạ quốc chủ sử sau màn, bọn chúng chuẩn bị dùng yếu đuối quốc lực, mượn nhờ đại quân yêu thú chi lực mưu đồ thiên hạ, bọn chúng sẽ không dẫn đạo đại quân yêu thú theo thần võ quốc đi. Lại lui một vạn bước, coi như diễn khổ nhục kế, viết trừ hiểm nghi, cũng không cần đem quốc gia mình một phần ba đại quân cùng duy nhất kim cương cảnh cường giả chết theo A bằng vào bọn hắn điểm ấy quốc lực, bất kỳ cái gì một quốc gia đều có thể đem bọn hắn tiêu diệt, hắn còn muốn nu đồ cái giam A. Vu hám, giá hỏa, tự liền người tuổi hài đồng đều hiểu, đây là có người vu hám đại hạ quốc, mà lại cũng căn bản không ai tin tưởng, thật là đại hạ quốc làm. Nhưng mà, Thanh Long Hoàng Triều rất nhanh công bố chứng cứ, gây nên thiên hạ một mảnh xôn xao chứng cứ có hai kiện đầu tiên là nhân chứng người này chứng nhận còn phi thường hữu lực bởi vì là tô địch quốc nhi tử tự mình đi báo cáo tô địch quốc nhi tử nguyên bản ở tại hạ vũ thành trong khoảng thời gian này vụng trộm kín đáo đi tới thiên tinh thành nghe nói một đường còn bị đại hạ quốc vương thất truy sát cử tử nhất sinh tô địch quốc nhi tử gọi tô tử hằng hắn cho giải thích cũng rất có lực nguyên bản thế hệ này đại hạ quốc quốc chủ là thuộc về hắn phụ thân lão quốc chủ chết bệnh trước lưu lại di chiếu cũng là để phụ thân hắn kế vị nhưng bị tô địch vương cấu kết đại thần thái dám tự tiện sửa đổi di chiếu tranh đoạt vương vị sở dĩ tô địch quốc một mực ghi hận trong lòng mưu đồ cầm lại thuộc về hắn vương vị bắt cóc tiểu hồ ly đích thật là phụ thân hắn phái người làm nhưng lại là quốc chủ tô địch vương chỉ điểm tô địch vương muốn cho đại quân yêu thú dẹp yên thần võ quốc dạng này không chỉ có thể trừ bỏ một cái thiên đại uy hiếp còn có thể báo năm đó giang biệt ly đồ sát đại hạ quốc mấy chục vạn đại quân mối thù còn như hạ vô hối cùng tô như tuyết thông ra vốn chính là một cái ngụy trang che giấu tô địch vương âm mưu quỷ kế ngụy trang cũng vì a a thần võ quốc vương thất tâm tô địch quốc đạt được tô địch vương ám lệnh làm về sau phái người bắt cóc tiểu hồ ly nhưng không có đem đại quân yêu thú dẫn đi thần võ quốc mà là đưa tới đại hạ quốc vốn muốn đem tô bình bình cùng tô địch vương giết chết dạng này liền có thể đoạt lại thuộc về mình vương vị nhưng kế hoạch còn không có thành công bị thẹn quá thành giận tô địch vương phái mấy chục tên cường giả ám sát tại gió hè thành theo Tô Địch Quốc Nhi Tử Tô Tử Hằng nói, xảy ra chuyện sau Đại Hạ Quốc quốc chủ phái người tới giết bọn hắn cả nhà. Hắn tại một vị lão nô dưới hộ vệ liều chết giết ra, cuối cùng thành công đến Thanh Long Hoàng Triều, bởi vì thống hận Tô Địch Vương, muốn trả thù hắn, lúc này mới đem sự tình rõ ràng tại thiên hạ. Cố sự này, logic bên trên không có vấn đề, chỉ ít đưa cho giải thích hợp lý. Tô Địch Vương năm đó phái đại quân công kích thần võ quốc, tại đoạn hồn cốc bị giang biệt ly mai phục, mấy chục vạn đại quân toàn bộ trôn xương đoạn hồn cốc sau đó giang biệt ly thống soái đại quân, đem hạ vũ thành vây quanh 10 ngày 10 đêm, cái này không chỉ có để đại hạ quốc quốc lực đại giảm, còn trở thành tô địch vương cả đời sỉ nhục. Sở dĩ tô địch vương muốn trả thù thần võ quốc, muốn trả thù giang biệt ly, lý do này là đầy đủ. Tô địch quốc muốn đoạt lại vương vị, dụ dùng đại quân yêu thú công kích đại hạ quốc, cái này cũng rất hợp lý. Cuối cùng Tô Địch Vương trong cơn giận giữ phái người giết Tô Địch Quốc, cái này cũng nói còn nghe được. Vấn đề là, Tô Địch Vương vì sao muốn đem đại sự như thế, giao cho tô địch quốc đi làm, sau đó mấy cái kia bắt cóc tiểu hồ ly thần du cường giả, vì sao không có đem tiểu hồ ly mang đến hạ vũ thành? coi như không đi hạ vũ thành, bọn hắn sẽ không mang theo đi thánh linh quốc, lại chuyển đi thần võ quốc ngược lại muốn dẫn lấy tiểu hồ ly xuyên qua hai nước vạn lý xa xôi tiến đến thiên tinh thành phải biết thần võ quốc thế nhưng là đại hạ quốc tử địch ha, à? còn có thanh long hoàng triều đại hoàng tử rõ ràng nhúng vào việc này, cái này lại giải thích thế nào? quá nhiều nghi vấn. Nhưng Tô Tử Hằng nói, rất nhiều chính mình hắn cũng không biết, sở dĩ cũng không có cho giải thích. Mà tại hắn ném ra ngoài một cái mạnh mẽ hữu lực chứng cứ về sau, việc này tự. Căn bản không cần giải thích, lục tịnh bình, Tô Tử Hằng nói bảo vật này một mực là đại hạ quốc vương thất, việc này rất nhiều cường giả đều biết, cái bình này là mấy trăm năm đại hạ quốc vương thất tại thiên quân mộ trong đạt được. Một mực làm chấn quốc chi bảo truyền cho quốc chủ, bởi vì cái này đồ vật dùng tại thời khắc mấu chốt để cường giả mang theo thoát đi, cứu mạng bảo vật là đại lục duy nhất một kiện có thể cất giữ người sống không gian thần khí. Chứng cớ này vừa ném ra đến, đại lục lập tức một mảnh xôn xao, các quốc vương thất lập tức điều đến hồ sơ điều tra. Kết quả năm nước cùng Thanh Long Hoàng Triều cất giữ hồ sơ đều có ghi chép, đại hạ quốc vương thất tại mấy trăm năm trước, hoàn toàn chính xác đạt được lục tịnh bình, năm đó kia một đời đại hạ quốc quốc chủ còn đã từng ngay trước vài quốc gia sứ giả khoe khoang qua. Truy tung nghĩ cách cứu viện tiểu hồ ly người có rất nhiều, Thanh Long học viện, Bách Hoa học viện, linh thú sơn học viện, thủy nguyệt quan, đại thiện tử, còn có thanh long hoàng triều thần du cường giả. Tất cả mọi người biết rõ, tiểu hồ ly cuối cùng bị chứa ở lục tịnh bình bên trong, giờ phút này cái bình ngay tại giang giật trong tay. Chứng cớ này quá mạnh mẽ, cứ thế trước mặt giải thích bên trong mặc dù còn có một số nỗi băn khoăn, nhưng đều không trọng yếu. Như thế bảo mệnh chí bảo, đại hạ quốc phương thất tự nhiên không có khả năng tùy ý tặng người, cũng chưa nghe nói qua đưa cho người nào như vậy việc này liền là tô địch vương chủ sử sau màn, tô địch vương là nhân loại tội nhân, công địch. Lục tịnh bình, linh thú sơn học viện bên trong, ra các thanh vân triệu tập tề viện trưởng bọn người, đem việc này cáo chi các nàng. Tề viện trưởng sau khi nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi, hoảng sợ nói, tiểu hồ ly sau cùng xác thực bị chứa ở lục tịnh bình bên trong, giờ phút này cái bình còn tại giang giật trong tay, viện trưởng. Chẳng lẽ việc này thật là đại hạ quốc gây nên, thiết viện trưởng trong mắt lóe lên một chút tức giận, cười lạnh giống như việc này thật là tô địch vương làm chủ vậy hắn lá gan cũng quá lớn tâm hắn đáng chết ga ra Già các thanh vân đầy mắt thần sắc lo lắng thưa thất lông mày như hai thanh kiểu lưới kiếm sắc bén dựng đứng ánh mắt của hắn nhìn về phía phương nam nặng nề thở dài nói bất kể có phải hay không là hắn làm chủ đại hà quốc lần này cũng khó khăn trốn vận rủi tình thế của đại lục cũng nhất định cải biến khói lửa bốc lên thiên hạ loạn không biết lần này đại lục lại có bao nhiêu người muốn chết đi chương 293, chôn cùng. Thanh Long Hoàng Triều rất nhanh hạ thông cáo, lần này thông cáo rất nghiêm khắc, giao trách nhiệm Tô Địch Vương trong một tháng đến thiên tinh thành cho một hợp lý giải thích, nếu không đem điều động đại quân, cũng hiệu triệu năm nước cộng đồng công kích, hủy diệt Đại Hạ Quốc. Cũng không lâu lắm, còn lại năm nước phân biệt phát ra thông cáo, để Đại Hạ Quốc Vương thất cho ra giải thích hợp lý, nếu không một tháng sau đem hộ tống Thanh Long Hoàng Triều đại quân, công kích Đại Hạ Quốc. Lần này sở hữu thế lực lớn đều rất đồng lòng, dù sao việc này huyên náo quá lớn, tăng lên đến nhân loại sinh tử tồn vong tình trạng. Giống như không có có hợp lý giải thả, bọn hắn nhất định phải liên thủ cho đại hạ quốc huyết giáo huấn, nếu không về sau lại phát sinh những chuyện tương tự đâu. Nội bộ nhân loại chiến tranh từ trước rất là tấp nập, nhưng đây là lần thứ nhất mượn nhờ yêu thú chi lực, tham gia trong nhân loại đấu. Đây chính là phá hư quy củ, đưa tới công phẫn, này phong không thể chướng, không cho đem đại hạ quốc tiêu diệt, không đủ để bình dân phẫn, cũng không thể cho hậu nhân một cái huyết cảnh cáo. Thủy Nguyệt Quan, Đại Thiện Tự, Tam Đại Học Viện rất nhanh cũng phát ra thông cáo, lời lẽ nghiêm khắc khiển trách, yêu cầu Đại Hạ Quốc Vương thất cho ra giải thích, nếu không đồng dạng xuất binh công kích. Tại nhân loại đạo nghĩa trước mặt, các thế lực lạ thường thống nhất, Đại Hạ Quốc trong một tháng không thể cho ra lời giải thích, sợ là phải lớn quân tiếp cận. Đại Hạ Quốc có thể đưa ra giải thích sao? Hiển nhiên không được, bởi vì lục tịnh bình đích thật là Đại Hạ Quốc Vương thất chi vật, nhưng ở yêu thú bạo động trước đó bị tô địch quốc mượn tô địch quốc là đại hạ quốc một vị duy nhất đại tướng quân vương tô địch vương rất là tín nhiệm hắn hắn muốn lục tịnh bình tô địch vương cũng không nghĩ nhiều tùy thời tự cho hắn mượn nhưng cuối cùng làm sao đến mấy vị kia thần bí người áo đen trong tay dùng để bắt cóc tiểu hồ ly điểm ấy tự liền tô địch vương cũng không rõ ràng mặc kệ kia tám vị thần bí người áo đen có phải hay không tô địch quốc thủ hạ việc này đều căn bản giải thích không rõ bất quá Tô Địch Vương biết mình là oan uổng, bởi vì hắn căn bản không có làm chủ việc này. Hắn tính cách mềm yếu, bị Giang Biệt Ly giết mấy chục vạn đại quân, sớm đã không còn nguyện khí, cả ngày say mê tại tử sắc bên trong a a chính mình, lại thế nào có như thế gan to, bày ra đại sự như thế. Nhận được tin tức về sau, hắn tức giận tới mức tiếp ngất đi, sau khi tỉnh lại nổi giận đem trong cung điện tất cả mọi thứ đập. Thật đúng là hạ chỉ đem Tô Địch Quốc nhất mạch toàn bộ cho chém giết, mặc kệ việc này nội tình như thế nào, chỉ ít Tô Địch Quốc tuyệt đối tham dự việc này. Tô Địch Quốc năm đó xác thực cùng hắn tranh đoạt quốc chủ chi vị, nhưng hắn là đường đường chính chính thắng, cũng không phải là như Tô Tử Hằng nói, sửa chữa di chiếu cưỡng đoạt. Cứ việc Tô Địch Quốc năm đó là đối thủ cạnh tranh, nhưng Tô Địch Vương thượng vị về sau, bất kể hiềm khích lúc trước, bởi vì Tô Địch Quốc năng lực xuất chúng, hắn nhiều lần đặc biệt đề bạt, cuối cùng trở thành đại tướng quân vương, trưởng quản quốc gia một phần năm quân đội, trở thành đại hạ quốc người thứ hai tô địch quốc tại sao lại tham dự việc này vì sao cuối cùng cũng đều đem mạng của mình cho liên lụy đến cùng ai là chủ sử sau màn tô địch vương không biết hắn cũng không có phái người ám sát tô địch quốc nhưng hắn cảm giác có một cái bàn tay vô hình ngay tại thao túng hết thảy ngay tại chúa tể hết thảy hắn là bị oan uổng hắn rất phẫn nộ nhưng hắn căn bản là không có cách cho ra giải thích hợp lý hắn lại không dám đi thiên tinh thành tô bình bình chết rồi hắn đi một lần thiên tinh thành sợ là mãi mãi cũng không về được hắn chỉ có làm người ta phát ra thông cáo, thanh ninh Đại Hạ Quốc là bị oan uổng, Đại Hạ Quốc chưa từng lớn như thế ý đồ, hắn Tô Địch Vương cũng sẽ không như thế phát rồ. Hắn dùng Đại Hạ Quốc lịch đại tiên tổ phát thệ, việc này tuyệt đối không phải Đại Hạ Quốc Vương thất làm chủ. Lưu loát gần ngàn chữ, tình cảm giạt rào, thậm chí không tiếp xuất ra Đại Hạ Quốc lịch đại tổ tông ra phát thệ, có thể thấy được Tô Địch Vương chi khủng hoảng cùng e ngại. Nhưng cái này thông cáo bên trong, không có bất kỳ cái gì hữu lực chứng cứ, càng không có hoàn mỹ giải thích. Lục Tịnh Bình sự tình càng là nâng đều không có nâng, bởi vì nói ra căn bản không ai tin tưởng, chẳng lẽ hắn nói Lục Tịnh Bình cho mượn Tô Địch Quốc, hết thảy đều là Tô Địch Quốc chính mình làm, cùng Vương Thất không quan hệ, quỷ tin đâu. Thông cáo vừa ra, đại lục quả nhiên một mảnh bạo động, lúc đầu rất nhiều người còn nửa tin nửa ngờ, giờ phút này lại là khẳng định việc này đích thật là đại hạ quốc Vương Thất gây nên. Trong lúc nhất thời quần tình xúc động, thánh linh quốc vô số con dân trả lại vạn tên thư, thỉnh cầu tham quân xuất chiến, san bằng đại hạ quốc. Thanh Long Hoàng Triều rất nhanh lần nữa hạ thông cáo mệnh tô địch phương đi thiên tinh thành ngay trước ngũ đại các nước chư hầu quốc chủ mặt giải thích việc này nếu không một tháng kỳ đầy đem điều động đại quân liên hợp năm nước công kích còn lại ngũ đại các nước chư hầu không tiếp tục phát ra thông cáo nhưng các quốc gia ẩn ẩn có lương thảo điều động quân đội tập kết dấu hiệu nhất là Thánh Linh Quốc đã trải qua rồi tại biên giới tập kết đại quân yêu thú bạo động Thánh Linh quốc cũng tổn thất nặng nề tra được phía sau màn chủ mưu bọn hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Đại Hạ Quốc một mảnh sợ hãi, rất nhiều tiểu gia tộc bắt đầu di chuyển phản bội chạy trốn, đại chiến cùng một chỗ, bọn hắn trốn cũng không thoát. Đại gia tộc cũng bắt đầu lặng lẽ chuyển di gia tộc tử đệ, cục này đã không có cách nào phá, một tháng đầy sau chú định đại quân áp cảnh, dùng đại hạ quốc quốc lực, đừng nói ngăn cản 6 cái đại quân, tùy ý nhất quốc chi lực đều có thể hủy diệt. Đi, nhất định phải toàn bộ đi, hạ vũ thành trong vương cung bầu không khí rất là kiềm chế, Tô Địch Vương triệu tập sở hữu Tô gia con em, tộc lão, chuẩn bị bắt đầu an bài đường lui. Bất quá tộc lão bọn họ đều không muốn đi, Tô gia thống trị Đại Hạ quốc vạn năm, mảnh đất này có thuộc về Tô gia vinh quang, bọn hắn cho dù chết cũng muốn chết ở chỗ này. Cuối cùng Tô Địch Vương mệnh lệnh tất cả vương tử công chúa, còn có Tô gia tinh anh con em rời đi, hắn cùng một đám tộc lão vương thất thành viên chuẩn bị cùng Đại Hạ quốc chết theo. Tô Địch Vương tính cách rất là mềm yếu ôn hòa, nhưng bị buộc đến tuyệt lộ vẫn là biểu lộ ra một đời bá chủ cốt khí. Hắn biết rõ lại giải thích cái gì cũng vô ích, hắn nhất định trở thành Tô gia tội nhân, sở dĩ hắn cũng không muốn chạy trốn, chuẩn bị lấy cái chết tạ tội. Ngày thứ 8 lúc nửa đêm, trong vương cung tập kết gần ngàn người, nơi này trong đó có Đại Hạ quốc 12 vị vương tử, còn có 6 vị công chúa, cùng một chút Tô gia tinh anh con em, tại 10 tên thần du cường giả tối đỉnh dẫn đầu dưới, chuẩn bị chạy. Đại Hạ quốc có thể bị diệt quốc, nhưng Tô gia tuyệt đối không thể bị diệt tộc đám này tinh anh con em ẩn núp đi nghỉ ngơi lấy lại sức chậm rãi lớn mạnh cũng không phải là không có có cơ hội quay về đại lục vì sao nói quay về đại lục bởi vì đại lục đã không có tô gia đất sung thân bọn hắn chỉ có theo vùng đông nam đi ra tầm tìm một cái hòn đảo ẩn núp tại đại lục tô gia con em hội từng cái bị tìm ra giết chết tất cả mọi người nghe hôm nay là tô gia sỉ nhục nhất một ngày ta tô địch vương cũng là tô gia tội nhân ta hy vọng các người đều ghi khắc hôm nay ghi khắc chúng ta sỉ nhục tức giận phấn đấu, nếu có một ngày các ngươi có thể đem tô ra phát triển lớn mạnh, có thể quay về đại lục, ta tô địch vương trên trời có linh thiêng mới có thể nghỉ ngơi, toàn bộ xuất phát, mở ra truyền tống trận. Tô địch vương thống khổ nhắm mắt lại, phất phất tay, truyền tống trận rất nhanh phát sáng lên. Truyền tống trận này là bí mật kiến tạo, cũng là duy nhất một lần, có thể đem gần đây ngàn người truyền tống đi đông nam bờ biển, nơi đó có mấy chiếc thuyền lớn, có thể đem tô ra con em mang đến một cái ẩn tàng to lớn hải đảo. Tô ra con em cũng có thể ở nơi đó ẩn núp, kéo dài hơi tàn. Phụ vương, vương thượng, rất đa vương tử cùng công chúa, tần phi đều nghẹn ngào kêu lên, toàn bộ mắt người bên trong đều mang theo lệ quang cùng tuyệt vọng. Các nàng đều biết, chuyến đi này chính là vĩnh biệt. Hưu, tại truyền tống trận mở ra về sau, mọi người sẽ bị truyền tống chạy, một đạo màu trắng hiểu điệu thân ảnh đột nhiên theo trong truyền tống trận bắn ra, chờ tô địch vương bọn người giật mình lúc, truyền tống trận đã sáng lên trùng thiên quang mang, truyền tống trận phía dưới tế đàn cũng rất nhanh vỡ ra, truyền tống trận triệt để bị hủy diệt. Tô địch vương lập tức nổi giận gian dậy, như tuyết, người đây là làm gì ngươi muốn cùng phụ vương cùng một chỗ chôn cùng sao? Tô như tuyết cười nhạt một tiếng, trên mặt đều là thêm mỹ chi sắc, nàng nhàn nhạt gật đầu nói, phụ vương một người đi rất cô đơn, như tuyết bồi ngài cùng đi chứ, trên hoàng tuyền lộ cũng có người phục thị ngài. chương 294, Thiên Địa Động, Tinh Thần Biến cái gì tô như tuyết không có đi nàng muốn cùng tô địch vương chôn cùng, thằng ngu này. Tiền vạn quán rất nhanh nhận được tin tức, hắn trong khoảng thời gian này thời khắc đều chú ý đại hạ quốc tình huống, còn tại điều khiển đem thương hội thành viên rút lui đại hạ quốc, sở dĩ rất nhanh đến mức ve sầu tin tức. Đại hạ quốc nhất định bị diệt phong, điểm ấy tiền vạn quán phi thường xác định, tô địch vương cũng nhất định phải chết, nếu không không đủ để bình dân phấn, cũng không thể cho hậu thế một cái cảnh cáo. Tiền vạn quán rất sớm đã đoán được, Tô Địch Vương khẳng định sẽ an bài vương tử công chúa thoát đi, mỗi cái siêu cấp gia tộc đều sẽ sớm an bài tốt đường lui, tránh cho bị diệt tộc, lại không nghĩ rằng Tô Như Tuyết thế mà không đi. Hắn rõ ràng hơn giang giật đến cỡ nào thích Tô Như Tuyết, cỡ nào để ý nàng, giống như Tô Như Tuyết cùng đi theo, hai người còn có cơ hội cùng một chỗ. Giờ phút này lại là không người có thể cứu nàng, nàng lưu tại hạ vũ thành, hẳn phải chết không nghi ngờ. Có nên hay không nói cho lão đại, tiền vạn quán trần chờ, đại sự như thế giống như không nói cho giang giật sau đó bị hắn biết rõ khẳng định hội nổi giận hai người huynh đệ đều không có làm nhưng nói cho giang giật dùng tính cách của hắn xác định sẽ không độc thân xông vào hạ vũ thành một người đối kháng thanh long hoàng triều cùng năm nước đại quân đừng nói giang giật liền xem như tô bình bình còn sống cũng đỡ không nổi a à, sở dĩ việc này nói cho giang giật hắn cũng có thể là nguy hiểm làm sao bây giờ tiền vạn quán nhức đầu cuối cùng hắn nghĩ tới một biện pháp tốt đi tìm ra các thanh vân giống như ra các viện trưởng cảm thấy có thể nói cho Giang Giật, như vậy trực tiếp có thể đưa tin cho Giang Giật. Giống như không thể, sau đó cũng coi như có cái lý do. Tiền vạn quán để một vị đạo sư thông bẩm ra các thanh vân, cái sau thế mà đồng ý gặp hắn. Tại tiền vạn quán nói rõ ý đồ đến về sau, ra các thanh vân trầm ngâm, sau một hồi lâu mới khoát tay áo nói, việc này tuyệt đối không thể nói cho Giang Giật, hắn tính cách mặt ngoài nhìn lên trầm ổn, nhưng thật ra là rất xúc động. Việc này đã không thể nghịch chuyển, nếu là hắn ra mặt hắn sẽ trở thành đại lục công địch cũng sẽ bị năm nước cường giả chém giết giống như có cơ hội lời nói người vận dụng tiền ra thế lực đem tô như tuyết cứu ra đi tốt a à, ta hết sức thử một chút tiền vạn quán khe khẽ thở dài xuống dưới an bài nhưng hắn nội tâm kỳ thật không có nửa điểm ngọn nguồn cũng không phải là hắn không thể phái người nghĩ cách cứu viện chủ yếu là tôi như tuyết người này tính tình quá quật cường nàng nếu là khăng khăng cùng tô địch vương đại hạ quốc chôn cùng hắn làm sao có thể cứu được. Sự thật chứng minh tiền vạn quán phỏng đoán không sai. Tiền vạn quán rất mau phái người vụng trộm có liên lạc tô như tuyết, biểu thị có thể đem nàng tiếp vào linh thú sơn học viện. Nhưng tô như tuyết một tiếng cự tuyệt, đại hạ quốc không còn, tô địch vương chết rồi, nàng tuyệt không sống một mình. Thời gian như như nước chảy một chút xíu di chuyển, đại hạ quốc con dân càng ngày càng khủng hoảng, phản bội chạy trốn con dân càng ngày càng nhiều, còn lại vài quốc gia ngược lại là ai đến cũng không có cự tuyệt, mặc kệ là bình dân vẫn là võ giả, hay là phản bội chạy trốn binh sĩ, đều toàn bộ tiếp thu. Thánh linh quốc đại quân đã tập kết hoàn tất, thần võ quốc Nam Bộ bắt đầu tập kết đại quân, thiên huyền quốc phương Bắc cũng tập kết 30 vạn đại quân. Bắc mãng quốc Bắc lệnh đại quân tập kết hoàn tất, liền chờ một tháng kỳ đầy thanh long hoàng triều một tiếng hiệu lệnh, cùng hoàng triều đại quân cùng một chỗ liên hợp, tổng phó đại hạ quốc. Đại hạ quốc không tiếp tục làm bất luận cái gì giải thích, bất quá lần nữa phát ra một cái thông cáo, cho thấy đại hà quốc tuyệt không khuất phục, nguyện chống lại đến cùng, chiến đấu đến cuối cùng một binh một tốt. Tô Địch Vương cũng biểu thị tuyệt không rời đi Hạ Vũ Thành, muốn cùng Đại Hạ Quốc cùng tồn vong. Đồng thời, Tô Địch Vương tại thông cáo bên trong còn phát biểu tuyên bố, hủy bỏ cùng thần Võ Quốc thông ra. Thần Võ Quốc đều muốn công kích Đại Hạ Quốc, Tô Địch Vương đương nhiên sẽ không lại ủy khuất nữ nhi. Chỉ là hơn 20 ngày thời gian, Đại Hạ Quốc nhân khẩu sói mòn một nửa trở lên, quân đội cũng xuất hiện bất ngờ làm phản, thoát đi một phần ba, còn lại đều là đại hạ quốc tử trung phái, chuẩn bị cùng đại hạ quốc cùng một chỗ chết theo. Theo một tháng kỳ hạn càng ngày càng gần, đại lục bầu không khí cũng càng ngày càng kiềm chế, Thanh Long Hoàng Triều cùng năm nước xuất binh đã xác định, đại hạ quốc cũng nhất định bị diệt phong. Vạn năm không đổi tình thế của đại lục chú định cải biến, một khi khói lửa lên, đại lục cũng rất có thể lâm vào loạn chiến bên trong, cuối cùng đại lục lại biến thành cái dạng gì, ai cũng không biết. Ba vạn đại thần, thiên nữ phong, bên ngoài sắp long trời lở đất, giang giật tại đế cung bên trong ở rất an nhàn gia cát thanh vân không có đưa tin cho hắn hắn cái gì cũng không biết mỗi ngày ngoại trừ bồi tiểu hồ ly cùng giang tiểu nô bên ngoài liền là tu luyện tiểu hồ ly cùng giang tiểu nô đều suy nghĩ đơn thuần rất là hợp ý giang tiểu nô cả ngày bồi tiếp tiểu hồ ly cũng làm cho nó rất là vui vẻ giang giật thời gian tu luyện tăng nhiều một chút đế cung sân thượng thiên đế nguyên khí quá nồng nặc giang giật hỏa linh châu bên trong còn có rất nhiều địa long đan dùng hắc sắc nguyên lực tăng phúc về sau tốc độ tu luyện càng là kinh khủng. Lần này lên núi lại nhanh một tháng, hắn trong đan điền viên thứ nhất tinh thần rốt cục nhanh tu luyện đầy. Lại tu luyện 5 ngày, viên thứ nhất tinh thần đem hoàn toàn bị hắc sắc nguyên lực tràn ngập, đến lúc đó lại biến thành bộ dáng gì chẳng lẽ cùng đan điền ngưng tụ tử phù hội dị biến. Giang giật hơi có chút kích động, hắn không có vô danh công pháp đằng sau tu luyện khẩu quyết, chỉ có thể liều mạng tu luyện, chờ đợi thức tỉnh công pháp khẩu quyết, hoặc là đan điền lần nữa biến dị. Hắn suốt quan nghỉ ngơi một ngày, Bồi Giang Tiểu Nô cùng Tiểu Hồ Ly một ngày, lúc này mới bàn giao các nàng. Hắn muốn bế quan 5 ngày, mấy ngày nay coi như trời sập đều không được quấy rầy hắn. Tiểu Hồ Ly cùng Giang Tiểu Nô đều rất hiểu chuyện nhẹ gật đầu. Giang Giật tiến vào sân thượng về sau, đem sân thượng môn cho đóng lại, còn đem ra các thanh vân ngọc phù vứt sang một bên, hết sức chuyên chú tu luyện. Bốn phía thiên địa linh khí không ngừng hướng Giang Giật hội tụ, Giang Giật trong đan điển viên thứ nhất tinh thần bên trong cũng liên tục không ngừng toát ra hắc sắc nguyên lực. Cái này tinh thần tựa như một viên tiểu đan điền, bên trong là trống giống, có thể cất giữ hắc sắc nguyên lực, đã nhanh đem bên trong cho lấp kín. Theo hắc sắc nguyên lực tuôn ra càng ngày càng nhiều, tại ngày thứ tư tinh thần bên trong không gian rốt cuộc hoàn toàn bị lấp kín. Cái này tinh thần vẫn là không có nửa điểm dị biến, giang giật cắn răng tiếp tục tu luyện, muốn nhìn một chút tu luyện lại có cái gì dị biến. Ngày thứ năm, tinh thần bên trong vẫn tại toát ra hắc sắc nguyên lực, nhưng bên trong căn bản chứ không nổi đến, kết quả chính là cái này tinh thần bắt đầu chậm rãi bành trướng, tựa như một cái không ngừng bị tưới thủy cầu, ai cũng không biết có thể hay không phát nổ. Tiếp tục, Giang giật cắn răng tiếp tục tu luyện, cái này tinh thần mặc dù cảm giác hội nổ tung. Nhưng giờ phút này hắc sắc nguyên lực còn tại bên trong tuôn ra, hắn trừ phi về sau không tu luyện, vĩnh viễn dừng bước ở thực lực, nếu không chỉ có thể cắn răng tiếp tục tu luyện. Màu đen tinh thần càng ngày càng bành trướng, nhìn thời khắc đều sẽ bạo tạc, Giang giật tim cũng nhảy lên đến cuống họng, nhiều như vậy hắc sắc nguyên lực cái này sắp vỡ hắn thân thể sẽ bị tạc đến không còn sót lại một chút cặn a à, hắc sắc nguyên lực tuôn ra tốc độ trở nên chậm để hắn vui mừng chính là chậm rãi hắc sắc nguyên lực tuôn ra tốc độ bắt đầu chậm lại hắn dừng lại một lát thời điểm cuối cùng cắn giang tiếp tục tu luyện sau ba canh giờ giang dần đột nhiên đình chỉ tu luyện bởi vì giờ khác này hắc sắc nguyên lực không còn có đã tuôn ra viên kia tinh thần cũng bành trướng một phần ba thời khắc đều có bị no bạo có thể Ông, ngay một khắc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Hắn trong đan điền chín khỏa tinh thần đồng thời phát sáng lên, còn lại tám khỏa tinh thần bên trong toàn bộ hắc sắc nguyên lực biên cuồng tuôn ra, hướng viên thứ nhất tinh thần bên trong dũng mãnh lao tới, rất nhanh thẩm thấu đi vào, kia tinh thần cũng bảnh trướng càng ngày càng lợi hại, sẽ bị no bảo. Hưu, cùng một thời gian, thiên nữ phong chi thượng phong vân tề động, thiên địa linh khí cấp tốc hướng bên này vào tới, ước vạn lý trên không trung, một viên tinh thần phát sáng lên, một đạo hào quang màu đỏ rực theo tinh thần phía trên bắn ra mà xuống cùng lần trước tại đại hạ quốc hỏa vân sơn cái này thần quang trực tiếp xuất vào đế cung trên sân thượng ngồi xếp bằng giang giật trong thân thể biến mất không thấy giang giật viên thứ nhất tinh thần tại thời khắc này cũng đột nhiên biến dị nguyên bản đen thui giờ phút này trở nên lóng lánh ánh sáng đỏ tựa như biến thành một viên nóng bỏng nắng gắt từng đạo cường hoành vô cùng khí tức theo cái này tinh thần bên trong phóng xuất ra đem giang giật dọa đến hổ khu chấn động chương 295, thực lực đại trướng. Xoạt, giờ phút này là vào lúc giữa trưa, đại lục rất nhiều người đều đã bị kinh động. Rất nhiều con dân đều thấy rõ ràng, cái kia đạo theo cửu thiên tri thượng xuống tới hỏa hồng thần quang, cảm nhận được thần quang bên trong không thể bế nghĩa khi thế. Thứ này bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cũng vô pháp giải thích, sở dĩ đại lục rất nhiều con dân đều coi là thần thích giáng lâm, toàn bộ đối phía đông quỳ xuống, quỳ bái, thành tâm cầu nguyện. Thần võ quốc hoàng cung bên trên, giang biệt ly lần nữa bay vụt lên giữa không trung trong con ngươi đều là kinh ý xa xa nhìn qua phía đông trên mặt đều là ngưng trọng phía dưới hạ đình uy mang theo một vị lão thái giám cũng đầy mặt thổn thức kia lão thái giám bên trong đầy mắt đều là tinh mang ngưng âm thanh bẩm báo nói bệ hạ xem ra lần trước hỏa vân sơn dưới chín đạo thần quang cũng là yêu tộc đại đế xúc động thiên địa pháp tác cái này yêu hậu chiến lực muốn nghịch thiên a không phải cảm ngộ cực kỳ lợi hại đạo văn thiên địa quả quyết không có dị tượng như thế, càng sẽ không ban cho tinh thần thần lực. Hạ Đình Huy khe khẽ thở dài, cảm khái nói, xem ra chính là nàng, còn tốt nàng chỉ là yêu tộc đại đế, nếu như là nhân loại có như thế cường giả, sự tình liền phiền toái. Thánh Linh Quốc, Bắc Mãng Quốc, Bắc Lương Quốc, Thiên Huyền Quốc, Thanh Long Hoàng Triều Kim Cương cường giả, còn có Thủy U Lan ra cát thanh vân bọn người, cũng toàn bộ đã bị kinh động. Tất cả mọi người âm thầm giải thích khó hiểu, cũng âm thầm cảm khái hâm mộ, trong các nàng một số người cũng cảm ngộ rất nhiều đạo văn, nhưng không có bất kỳ người nào có thể xúc động thiên địa pháp tắc, gây nên cửu thiên tinh thần ban cho thần lực. Tại các nàng xem đến, ba vạn sâu trong núi lớn, ngoại trừ vì kia yêu tộc Tuyệt Thế Yêu hậu bên ngoài, không có yêu tộc có thể xúc động thiên địa pháp tắc, gây nên thiên địa dị tượng. Các nàng cũng tự nhiên mà vậy đem lần trước Hỏa Vân Sơn bên trên thiên địa dị tượng, tính toán tại yêu hậu trên đầu. Ngoại trừ nàng, ai có thể như thế nhanh chóng rời đi làm người ta tìm không thấy chút dấu vết đâu thiên địa dị tưởng cử thiên tinh thần thần lực đế cung bên trong một cái đại điện đang lúc bế quan bên trong yêu hậu đột ngột mở mắt ra nàng tại thiên địa linh khí vừa có dị động lúc lập tức nhô ra một tia thần thức kết quả vừa vặn dò xét đến kia hỏa hồng sắc tinh thần chi sắc không có vào giang giật trong thân thể nàng lãnh diễm trên mặt đều là kinh sợ thủy u lan ra các thanh vân bọn người trong mắt đều là hâm mộ trong mắt nàng cũng giống như thế thần sắc nàng thân thể đứng lên dùng thần thức khóa chặt giang giật đan điền điều tra một trận không thể tưởng tượng nổi cảm khái tiểu tử này đến cùng tu luyện công pháp gì vì sao hắn đang điền lại biến thành bộ dạng này vì sao hắn có thể dẫn động cửu thiên tinh thần chi lực để nguyên lực tiến hóa thành chân nguyên quái thai, quái thai. Không đạt tới thiên quân cấp bậc, thế mà cũng có thể có được chân nguyên, cái này sợ là truyền đi, toàn bộ thiên tinh giới đều muốn chấn động A. À. Yêu hậu điều tra suy tư thật lâu, vẫn là sờ không được nửa ngày đầu mối. Nếu không phải giang giật là nhân loại, nàng là yêu tộc, thể chất cùng tu luyện công pháp hoàn toàn khác biệt nàng sợ là muốn mạnh mẽ giống như giang giật đòi hỏi tu luyện công pháp tiểu tử này quả nhiên không để cho ta thất vọng thực lực tiến bộ đến nhanh như vậy đoán chừng lại cho hắn tu luyện cái mấy năm bảo hộ tiểu phỉ hoàn toàn không là vấn đề a à ta cũng có thể yên tâm rời đi yêu hậu dò xét một trận không thu được gì về sau không còn quản nhiều trên mặt cũng rất nhanh lộ ra vẻ mặt hài lòng lần nữa nhắm mắt tu luyện cái này cái này trên sân thượng giang giật cũng là bị dọa đến không rõ Hắn vừa rồi tâm thần yên lặng tại trong đan điền, hoàn toàn không biết tình huống bên ngoài, nhưng vẫn là cảm ứng được có một cỗ năng lượng cường đại tiến vào bên trong thân thể của mình, tiến vào viên thứ nhất tinh thần bên trong. Hắn không biết cái kia năng lượng từ đâu mà đến, giờ phút này cũng không có thời gian đi quản những thứ này. Hắn nội thị lấy trong đan điền viên thứ nhất tinh thần, trong đầu đều là kinh ngạc, bởi vì hắn cái này tinh thần hoàn toàn biến thành hỏa hồng sắc. Trọng yếu nhất chính là, bên trong hắc sắc nguyên lực cũng thay đổi thành hỏa hồng sắc nguyên lực thiên địa linh khí đều là có thuộc tính, thế giới này võ giả cũng tu luyện thuộc tính khác nhau công pháp, hội tu luyện ra thuộc tính khác nhau nguyên lực. Tỷ như Giang Giật trước kia tu luyện chính là Giang Thủy Quyết, có thể sinh ra thủy thuộc tính nguyên lực. Mà một khi quyết định tu luyện cái gì thuộc tính công pháp, cái này đều chỉ có thể tu luyện loại hình này công pháp, chỉ có thể có được cái này khác nguyên lực. Đây là đại lục thường thức, giống như một người tu luyện một thuộc tính nguyên lực, đời này đến chết nguyên lực đều chỉ có thể là một thuộc tính, là lục sắc. Đương nhiên, Giang giật là cái quái thai, hắn tu luyện vô danh công pháp về sau, trong thân thể xuất hiện hai loại nguyên lực, hắc sắc nguyên lực còn có thể dung hợp màu lam nguyên lực. Về sau đan điền biến dị, màu lam nguyên lực biến mất, toàn bộ biến thành hắc sắc nguyên lực, cái này đã rất để hắn chấn kinh. Nhưng giờ phút này, hắn trong đan điền hắc sắc nguyên lực toàn bộ biến mất, tiến vào viên thứ nhất tinh thần bên trong, tại một cỗ không hiểu năng lượng tham gia dưới, hắn hắc sắc nguyên lực toàn bộ biến ảo thành hỏa hồng sắc nguyên lực, người nói này làm sao không cho hắn chấn kinh. Nguyên lực ra, sừng suốt nửa ngày về sau, Giang giật ép buộc chính mình tỉnh táo lại, tâm niệm yên lặng tại hỏa hồng sắc tinh thần bên trong, điều tập một tia hỏa hồng sắc nguyên lực đi bàn tay. A, à, cái này nguyên lực khí tức làm sao như vậy cường đại? Nguyên lực vừa ra tay tâm, Giang giật lại bị hù dọa. Nguyên lực bên trong thả ra khí tức cường đại, để hắn đều cảm giác được e ngại, mà lại cái này nguyên lực hắn luôn cảm giác cùng ban đầu không giống, cụ thể chỗ nào không giống, hắn lại nhìn không ra. Ra ngoài thử một chút suy nghĩ nhiều vô ích, công kích thoáng cái xem xét huy lực tự nhiên lập kiến kết quả cuối cùng, ngày này giữa đài hắn tự nhiên không dám tùy ý công kích, sở dĩ hắn đứng lên nhanh chóng hướng sân thượng bên trên đi xuống. Mở ra sân thượng đại môn, hắn lại nhìn thấy tiểu hồ ly cùng giang tiểu nô đều tại đầu bậc thang chờ đợi, tiểu hồ ly nhìn thấy giang giật đôi mắt lập tức sáng lên, truyền âm nói, đại ca ca, vừa rồi chuyện gì xảy ra vì sao có một vệt thần quang bắn vào sân thượng ngươi không sao chứ. Giang tiểu nô cũng khẩn trương mà hỏi, thiếu ra, vừa rồi một đạo rất khủng bố thần quang xuất vào sân thượng giang giật nghe xong hai người giảng tố về sau càng thêm kinh nghi bất định hắn không có giải thích cái gì nhanh chóng đi đến đế cùng bên ngoài lấy ra hỏa long kiếm theo hỏa hồng sắc tinh thần bên trong triệu tập ra màu đỏ nguyên lực quán chú hỏa long kiếm đột nhiên đối phía trước đánh xuống muốn nhìn xem này hỏa hồng sắc nguyên lực cùng ban đầu hắc sắc nguyên lực khác nhau ở chỗ nào biện pháp đơn giản nhất phóng thích chính mình công kích mạnh nhất xem xét uy lực hỏa long kiếm liền là hắn nhất cường đại công kích. Suy suy, hỏa long kiếm bên trên lập tức hồng quang tăng vọt, phía trên truyền đến khí thức kinh khủng, hai đầu hỏa long nhanh chóng ở phía trên ngưng tụ, vần quanh, du tẩu, cuối cùng ngưng tụ ra hai đầu vượt qua 20 trượng to lớn hỏa long, đột nhiên hướng phía trước gào thét mà đi. Oanh, hỏa long xuất vào thiên nữ phong mặt đất, phụ cận mặt đất lập tức run lên, phía sau đế cung đều rung động. Bụi mù sông mà lên, mặt đất một đầu cái khe to lớn lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ hướng phía trước dọc theo dòng dã dọc theo trăm trượng khoảng cách mới ngừng lại được. Hừ, giang giật, người muốn đem của ta thánh nữ phong hủy đi sao? Bên tai tiếng nổ còn vang không dứt tai, một đạo có chút giận giữ thanh âm vang lên. Dưới ngọn núi mấy đạo khí tức kinh khủng hướng bên này vào tới, hiển nhiên giang giật vừa rồi một kiếm kia kinh động đến phụ cận yêu vương. Chi chi, tiểu hồ ly bị dọa phát sợ, nhìn thấy phụ cận một cái diễm lệ nữ tử đột ngột ở giữa không trung ngưng kết, vội vàng bay vụt tiến vào trong ngực của nàng. Tiểu Nô nhìn thoáng qua, lập tức trong mắt to đều là kinh ý, sợ hãi quỳ xuống nói tham kiến yêu hậu. A, à, giang giật xuyên thấu qua đầy trời bụi mù, nhìn qua phía trước nứt ra một đầu dài trăm trượng, rộng vài trượng, nhìn không thấy đáy khe rãnh, nuốt nước miếng một cái, quay đầu ngượng ngùng cùng yêu hậu chắp tay nói, yêu hậu, thực lực của ta có chút dị biến, sở dĩ có chút cấp bách muốn nhìn một chút tăng cường bao nhiêu, nhất thời quên đi. Yêu hậu lạnh lùng quét giang giật một chút, hờ hững nói, hừ, có cái gì tốt khảo nghiệm. Người cái này chiến lược miễn cưỡng nhưng so sánh nhân loại thần du ngũ trọng cường giả đi. Đoán chừng, chờ ngươi viên thứ ba tinh thần biến dị về sau, mới có thể nhưng so sánh kim cương cường giả. Giang giật ngươi công pháp tu luyện này rất thần kỳ, hẳn không phải là thiên tinh đại lục tu luyện công pháp, ngươi chiếm được ở đâu. chương 296, Đạo Văn, công pháp rất thần kỳ từ đâu mà đến, yêu hậu có thể xem biết mình đang điền dị trạng, giang giật đã chẳng có gì lạ hắn cũng ngầm trộm nghe nói qua kim cương kinh cường giả có được thần thức có thể vô hình dò xét, yêu hậu là thiên quân cấp bậc cường giả, dò xét hắn đan điền càng là chút lòng thành. Yêu hậu có thể đoán được chính mình đan điền dị trạng, là tu luyện công pháp nguyên nhân, cái này để giang giật rất kinh dị. Bất quá nghĩ đến yêu hậu chiến lực như vậy, hiểu nhiều một ít cũng bình thường. Trong đầu của hắn do dự, công pháp này từ đâu mà đến chính hắn cũng không biết, làm như thế nào giải thích. Tốt, người không muốn nói đừng nói là, về sau muốn khảo thí thực lực, có thể rời đi thiên nữ phong xa một chút sao đều đem tiểu phỉ làm cho sợ hãi. Yêu hậu lườm giang giật một chút, trong tay đột nhiên toát ra bạch sắc quang mang, nhanh chóng ngưng tụ lại một bàn tay cực kỳ lớn, sau đó đột nhiên đối phía trước khe hở chộp tới. Ông, chuyện thần kỳ phát sinh, bàn tay kia hư ảnh dán tại đầu kia khe nước to lớn bên trên, kia bùn đất thế mà nhúc nhích, bốn phía mặt đất cũng rung động không ngừng, đầu kia cái khe to lớn lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Cuối cùng hoàn toàn dán vào, khe hở hoàn toàn biến mất bất quá mặt ngoài bùn đất bị giang giật nổ bay không ít mặt đất thoạt nhìn vẫn là rất xấu xí đây đây là cái gì thần thông giang giật con mắt mở tròn vo cảm giác ban ngày thấy ma tiểu nô cũng sợ ngây người miệng rộng tấm đến lão đại hoảng sợ nói yêu hậu ngài là thần tiên trên trời hạ phàm sao ha ha yêu hậu lần đầu tiên nở nụ cười thấy giang giật trợn cả mắt lên cái này diễm lệ vô song yêu hậu mị lực quá lớn quả thực là tất cả nam nhân khắc tinh Hắn vội vàng quay mặt đi không dám nhìn nhiều. Yêu Hậu nhìn Tiểu Nô một chút, nhàn nhạt, nhạt nói ra, đây chỉ là một loại đạo văn công kích thần thông mà thôi, võ giả đạt đến kim cương cảnh về sau, dựa vào đều là đạo văn công kích, sở dĩ thánh khí gì gì đó đối với chúng ta mà nói hoàn toàn vô dụng. Thiên địa này có được đủ loại pháp tắc, mỗi loại pháp tắc đều bởi vô số đạo văn tạo thành, cảm mộ đạo văn, liền có thể mượn nhờ lực lượng pháp tắc phóng thích các loại không thể tưởng tượng năng lực. Ta vừa rồi sử dụng chỉ là đại địa chi lực đạo văn thuộc về hạ đảng đạo văn, giống như cái này đại địa chi lực cảm mộ đến chỗ cao thâm, đừng nói khống chế đất đá, đưa tay ở giữa di sơn đảo hải đều là việc nhỏ. Giang tiểu nô nghe được mơ mơ màng màng, mắt nhỏ bên trong nhưng đều là sùng bái, giang giật hai mắt tại thời khắc này lại sáng như tinh thần. Hắn biết rõ yêu hậu câu nói này thoạt nhìn là tại cho tiểu nô giải thích, nhưng thật ra là cố ý nói cho hắn nghe đến, cũng cho hắn mở ra một cánh cửa sổ. Đan võ đạo chi cửa sổ, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, trong tay hỏa long kiếm đột nhiên hướng phía trước vung ra, tại hắn hỏa long kiếm đánh xuống thời điểm, không khí bốn phía lập tức hướng mũi kiếm hội tụ, cuối cùng hóa thành mấy chục đầu phong long hướng phía trước gào thét mà đi. A, à, yêu hậu trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, bất quá rất nhanh khôi phục bình tĩnh, giang giật cũng biểu thị hoàn tất, thu hồi kiếm chắp tay nói ra, yêu hậu, cái này phong ảnh kiếm xem như đạo văn thần thông sao. Ừm, yêu hậu nhàn nhạt gật đầu nói, người đây coi như là cấp thấp nhất đi, phong hệ đạo văn. Đạo văn chia làm tứ giai, cảm mộ đạo văn càng nhiều càng cao cấp hơn thực lực càng cường đại đến kim cương cảnh cường giả nguyên lực công kích đều là rác rưởi chỉ có đạo văn công kích mới là nhất cường đại bởi vì kim cương cảnh cường giả đều có thể dùng nguyên lực hóa thành chiến lá chắn nguyên lực bất diệt chiến lá chắn bất phá đòn công kích bình thường căn bản công không phá được nguyên lực chiến lá chắn nguyên lai là dạng này sang giật âm thầm ghi khắc yêu hậu nói mỗi một câu nói giờ phút này gặp yêu hậu tâm tình cũng không tệ lắm thế mà đang chỉ điểm hắn hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Vội vàng dò hỏi, yêu hậu, ta cái này đan điền bởi vì tu luyện đặc thù công pháp biến dị, ta cũng không biết chính mình đạt tới cái gì cấp bậc, ta về sau làm như thế nào tu luyện còn có. Không phải nói không có đạt tới thần du đỉnh phong, căn bản không thể cảm mộ đạo văn sao vì sao ta có thể cảm mộ phong chi đạo văn. Yêu hậu trầm ngâm một phen, đột nhiên truyền âm nói, thế giới này so với người tưởng tượng đại, người công pháp tu luyện này mặc dù rất là thần kỳ, nhưng không tính khoa trương. Ngươi muốn làm sao tu luyện ta đây cũng không biết, bởi vì các ngươi nhân loại cùng yêu tộc tu luyện công pháp hoàn toàn khác biệt, tu luyện của ngươi công pháp cũng chưa từng nghe thấy. Bất quá, bất luận cái gì võ giả tu luyện, không có gì hơn mấy giờ, một là tăng cường nhục thể, hai là tăng cường nguyên lực, ba là cảm mộ đạo văn. Ngươi không cần nghĩ quá nhiều, nghĩ biện pháp đem cái khác tám khỏa tinh thần toàn bộ biến thành ngươi viên thứ nhất tinh thần như vậy, người nguyên lực sẽ đạt tới kinh khủng tình trạng. Đương nhiên, nguyên lực dồi dào cũng không đại biểu ngươi tựu phi thường cường đại, liền giống với một cái võ giả khí lực rất lớn, một người khác hội xảo diệu võ kỹ, lực lượng này lớn người tuyệt đối không phải cái sau đối thủ. Nguyên lực cùng xác thịt là cơ sở, mấu chốt vẫn là cảm ngộ đạo văn, chỉ có cảm ngộ cao thâm đạo văn, người nguyên lực mới có thể diễn hóa thành cường đại lực công kích, lực phòng ngự cùng các loại thần thông. Còn như ngươi, vì sao không có đạt tới thần du đỉnh phong liền có thể cảm ngộ đạo văn, phải cùng ngươi tu luyện công pháp có quan hệ, hoặc là ngươi có được thể chất đặc thù. Thế giới này không thiếu cái lạ, chủng tộc gì đều có, ngươi thấy thế giới chỉ là một góc của băng sơn, chờ ngươi trở nên cường đại, có cơ hội đi ra ngoài, ngươi liền có thể cảm nhận được thế giới này thần kỳ. Yêu hậu nói xong câu nói sau cùng, thân thể đột một biến mất tại nguyên chỗ, hiển nhiên là tiến vào trong cung điện tu luyện. Hô, Giang giật khe khẽ thở dài, đem yêu hậu mỗi câu nói một mực nhớ kỹ, cẩn thận lĩnh hội, cũng rất nhanh minh bạch một chút nguyên lý. Nhục thân là đỉnh, Nguyên lực là cái, đạo văn mới là đi hướng đỉnh phong đường. Hắn nghĩ tới trước kia có người nói qua võ kỹ toàn bộ đều là theo đạo văn bên trong diễn hóa mà đến. Nghĩ đến phong ảnh kiếm cũng là ra các thanh vân theo đạo văn bên trong diễn hóa ra một loại võ kỹ, bên trong dung hợp phong chi đạo văn áo nghĩa mới có thể như thế khó khăn lĩnh hội. Tu luyện, tu luyện, giờ khắc này Giang giật đối tu luyện nhiệt tình, trước nay chưa từng có tăng vọt. Thủy U Lan tại ngoài vạn dặm ngưng tụ hư ảnh yêu hậu để không gian ngưng kết thần thông. Còn có cái này khống chế đại địa đạo văn thần thông, để giang giật đối với mạnh lên chi tâm càng thêm kiên định. Chỉ có không ngừng tu luyện, không ngừng mạnh lên mới có thể có có thể có được thủy u lan yêu hậu thực lực như vậy, mới có thể có được phiên sơn đảo hải thần thông, có được khinh thường quần hùng vốn liếng. Đan võ đạo, võ giả chi đạo, cái kia chính là không ngừng siêu việt chính mình, truy cầu đỉnh phong chi đạo, sừng sướng tại tất cả mọi người phía trên, vĩnh viễn không dừng bước, đây mới là võ đạo tinh túy. Nếu như nói trước kia giang giật là bởi vì ngoại giới nguyên tố, bởi vì muốn thay đổi tự thân vận mệnh, muốn cho Giang Biệt Ly đi phiêu phiêu phần mộ trước quỷ xuống, nghĩ không người chúa tể vận mệnh của mình mới có mạnh lên chi tâm. Hắn giờ phút này xem như phát đến nội tâm nghĩ trở nên cường đại, muốn theo đuổi võ đạo cực hạt, muốn có những cái kia cường đại thần kỳ năng lực, hắn cường giả chi tâm tại thời khắc này cũng biến thành cực kỳ kiên định. Ầm, um, đúng lúc này, dưới ngọn núi đột nhiên bay vọt đi lên một đạo to lớn thân ảnh, là cái kia tên là Tiểu Hồng Cự Đại Yêu Vương. Nó một đôi chuông đồng lớn con mắt lạnh lùng nhìn Giang giật một chút, muộn thanh muộn khí nói ra, tiểu tử, thiên nữ phong là tộc ta thánh địa, đại đế hảo tâm lưu ngươi tại cái này tu luyện, ngươi lần sau còn dám làm loạn, bản vương xé ngươi. Hiểu không, Giang giật ngượng ngùng sờ lên cái mũi, sau lưng tiểu hồ ly lại không làm, chi chi réo lên không ngừng, bộ dáng hung hăng. Yêu vương trong mắt hung ác bạo ngược quang mang lập tức yếu đi, đối đãi Giang giật nó dám giống, dám không khách khí, đối đãi yêu hậu độc nữ tiểu hồ ly nó lại như một cái xài lang gặp sư tử vương, thoáng cái suy sụp. chương 297, nạn dân, chi chi, sang giật trở về dò xét trong đan điền dị biến tinh thần, yêu hậu cũng tiếp tục trở về bế quan, tiểu hồ ly có chút nhàm chán, nhìn thấy tiểu hồng đi lên, nàng con ngươi đảo một vòng, đối tiểu hồng chi chi kêu vài tiếng, lại cho tiểu nô truyền âm nói, tiểu nô tỷ tỷ đi, ta để tiểu hồng mang theo chúng ta đi đại sơn hái trái cây con đi. Tiểu hồng mặt mũi tràn đầy u oán biểu lộ, nó rất tình nguyện mang theo tiểu hồ ly bốn phía loạn chuyển, có yêu hậu mệnh lệnh mang theo giang giật cũng không có gì, nhưng mang theo một nhân loại như vậy tiểu cô nương, cái này khiến nó cảm giác rất mất mặt. Đường đường yêu tộc một phương bá chủ, thế mà bị một nhân loại tiểu nữ hài dẫm lên tại dưới chân, cái này khiến yêu vương cảm giác thật mất mặt. Tiểu nô cũng hù dọa, lần trước tới thời điểm mặc dù cũng là đứng tại tiểu hồng trên bờ vai, khi đó có giang giật ở bên người, nhưng cũng dọa đến toàn thân một đường run rẩy giang giật không ở bên người, nàng cũng không dám bên trên cái này yêu vương trên vai. Chi chi, tiểu hồ ly hung tợn đối tiểu hồng kêu to vài tiếng, kia yêu vương càng thêm u oán, bất quá trên thân bạo ngược khí thức chậm rãi rút đi, rất nhanh trên người thú huy toàn bộ biến mất, biến thành một cái con cừu nhỏ. Tiểu hồ ly bay vọt mà đi, tại tiểu hồng xòe bàn tay ra bên trên nhảy lên, nhảy lên bờ vai của nó, lúc này mới truyền âm cho tiểu nô nói, tiểu nô tỉ tỉ, mau lên đây, chúng ta đi hái trái cây con, chờ đại ca ca ra, cho hắn ăn nha. Có lẽ là tiểu hồ ly nâng lên giang giật, có lẽ là tiểu hồng trên thân không còn có thú uy, nhìn cũng không có đáng sợ như vậy. Tiểu nô cắn răng hướng phía trước đi hai bước, bị tiểu hồng dùng một cái to lớn bàn tay nhẹ nhàng bắt lấy, để lên trên bờ vai. Hưu, yêu vương hai chân trầm xuống, khổng lồ thân thể hướng vách đá vạn trượng phía dưới nhảy xuống, rất nhanh thân tử không đoạn thu nhỏ, cuối cùng rơi vào phía dưới vân hải bên trong biến mất không thấy. Viên thứ nhất tinh thần dị biến, không biết tiếp tục tu luyện xuống dưới, viên thứ hai tinh thần có thể hay không dị biến. Trên sân thượng giang giật có chút kích động, yêu hậu cho hắn trợ giúp rất lớn, chỉ ít chỉ rõ con đường tu luyện. Cái kia chính là đem còn lại tám khỏa tinh thần muốn tu luyện đến cực hạn, cuối cùng cùng viên thứ nhất tinh thần đồng dạng phát sinh dị biến, thực lực của hắn cũng đem không ngừng tăng lên. Sở dĩ hắn vội vã như vậy bách tiến vào sân thượng, liền là nghĩ chứng thực một chút, tiếp xuống tu luyện, có phải hay không bắt đầu tu luyện viên thứ hai tinh thần. Hắn nhanh chóng ngồi xếp bằng nhập định, vận chuyển vô danh công pháp, để hắn mừng như điên là hắc sắc nguyên lực nhanh chóng tuôn ra, nhưng không phải tại viên thứ nhất tinh thần, mà là viên thứ hai tinh thần. Yêu hậu phán đoán hoàn toàn chính xác, giang giật viên thứ nhất tinh thần dị biến, liền có thể tu luyện viên thứ hai tinh thần, một đường tu luyện, thực lực của hắn cũng càng ngày càng mạnh. Đợi người viên thứ ba tinh thần dị biến về sau, thực lực của người đoán chừng nhưng so sánh kim cương cảnh. Giang giật nhớ tới yêu hậu, cả người kích động đến run rẩy lên viên thứ ba tinh thần dị biến liền có thể so kim cương cường giả, như vậy viên thứ tư, thứ năm khỏa, thứ sáu khỏa tinh thần dị biến đâu thực lực là không phải liền có thể so thiên quân. Dạng này tiếp tục suy tính, chờ hắn chín khỏa tinh thần toàn bộ dị biến, thực lực của hắn có thể đạt tới loại tình trạng nào. Hắn cũng không dám tưởng tượng, không bằng hắn cảm giác được xuất hiện trước mặt một đầu thông thiên chi lộ, chỉ cần dọc theo con đường này một bước một cái dấu chân đi xuống, chờ hắn đi đến điểm cuối cùng thời điểm, có lẽ hắn tự thật có thể thiên tinh đại lục vô địch, chín khỏa tinh thần toàn bộ dị biến ta có thể sống lâu như vậy sao? Giang giật rất nhanh tỉnh táo lại, khóe miệng lộ ra một tia đắng chát. Luyện hóa ba cái thiên thạch, còn ở lại chỗ này đế cung bên trong tu luyện ba tháng, cuối cùng viên thứ nhất tinh thần dị biến lúc, còn đem còn lại sở dĩ tinh thần bên trong hắc sắc nguyên lực đều hấp thu, có thể thấy được cái này tinh thần dị biến cần nguyên lực nhiều. Viên thứ hai tinh thần cùng viên thứ nhất giống nhau như đúc đại, nhưng giang giật bản năng cảm giác, muốn viên này tinh thần dị biến, cần nguyên lực khẳng định là viên thứ nhất gấp 2, hoặc là càng nhiều. Giống như viên thứ ba là cũng là viên thứ hai gấp 2, cứ tính toán như thế đi, hắn đến chết đều không thể nào đem chín khỏa tinh thần toàn bộ dị biến. Từ từ sẽ đến đi, chỉ cần có phương hướng, không ngừng cố gắng tiến bộ, kết cục không trọng yếu. Giang giật đắng chát cười một tiếng, đan điền ngay từ đầu dị biến thời điểm, hắn hoàn toàn không biết làm sao, không biết tu luyện thế nào, không có phương hướng, rất là mê loạn, tìm được phương pháp cùng phương hướng hắn tâm cũng triệt để an định xuống tới hắn ngồi một hồi để cho mình tâm tình hồi phục một chút lúc này mới bắt đầu nhắm mắt tu luyện tu luyện một hồi quả nhiên phát hiện vấn đề viên thứ hai tinh thần hắc sắc nguyên lực so viên thứ nhất tinh thần ngưng luyện rất nhiều sinh ra nguyên lực so trước kia chậm gấp đôi muốn viên thứ hai tinh thần dị biến tuyệt đối phải nhiều gấp đôi thời gian thời gian trôi qua nhanh chóng giang giật không để ý đến chuyện bên ngoài hết sức chuyên chú tu luyện cái này mấy ngày thế mà không có gặp tiểu hồ ly cùng giang tiểu nô. Hắn ngược lại là cũng không lo lắng, có tiểu hồ ly tại, tam vạn đại sơn liền là hậu hoa viên, giang tiểu nô là tuyệt đối sẽ không gặp được nguy hiểm. Tiểu hồ ly cũng sẽ không xảy ra đại sơn bên ngoài đi, xuất nhập đều sẽ để yêu vương đi theo, tự nhiên an toàn vô cùng. Ngày thứ năm, giang tiểu nô cùng tiểu hồ ly trở về, nhưng giang tiểu nô lại là mặt mũi tràn đầy thần sắc lo lắng. Nàng sau khi trở về trực tiếp lên trời đài, đem đang tu luyện giang giật đánh thức. Giang Giật nhìn thấy Tiểu Nô một mặt ngưng trọng, cuống quýt đứng lên hỏi Tiểu Nô thế nào? Thật nhiều nạn dân. Giang Tiểu Nô mắt to đều là thần sắc lo lắng, giải thích nói: Đại sơn phía nam bên ngoài, thật nhiều nạn dân, đếm không hết. liếc nhìn lại đều là nạn dân. Bọn hắn thật đáng thương a. À, còn có rất nhiều lão nhân cùng hài tử. Bọn hắn ngay tại Đại sơn bên ngoài đào đất động ở lại. Nếu không phải Tiểu Phỉ để Tiểu Hồng hỗ trợ, sợ là đều muốn bị cấp thấp yêu thú cắn chết. Nạn dân. Giang Giật mày kiếm vầy một cái. Đại sơn phía nam không phải Đại Hạ quốc sao yêu thú bạo động không phải kết thúc rồi à? Đại Hạ quốc làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy nạn dân còn hướng đến Tam Vạn Đại sơn phía dưới tránh né bọn hắn không sợ yêu thú giết chết nàng bọn họ sao? Chi chi Tiểu Hồ Ly cũng kêu một tiếng truyền âm nói đúng vậy à Đại ca ca chúng ta đi hái trái cây giờ tí phát hiện dưới núi thật nhiều nạn dân ta để đỏ chót đem kia phụ cận yêu thú đều xua đuổi đi nếu không sợ là muốn bị giết chết rất nhiều nhân loại chuyện gì xảy ra nha tại sao có thể có nhiều như vậy nạn dân. Đại Hạ Quốc, Giang giật sắc mặt khó nhìn lên, đại lục khẳng định phát sinh đại sự. Nhưng Gia Cát Thanh Vân vì sao không có cho hắn đưa tin chẳng lẽ Gia Cát Thanh Vân cũng xảy ra chuyện hay là cố ý phải ẩn giấu hắn. Đi ra xem một chút, Giang giật quyết định thật nhanh làm ra quyết định, không đi ra hỏi rõ ràng, nội tâm của hắn luôn luôn không hiểu bất an. Ta cũng đi, tiểu nô lên tiếng nói, tiểu hồ ly càng là chỉ sợ thiên hạ bất loạn, lập tức kêu to không ngừng, trước tiên hướng sân thượng phía dưới phóng đi. Rất nhanh hai người một thú, lên bị tiểu hồ ly gọi đến đi lên tiểu hồng trên bờ vai, hướng linh thú sơn học viện phương hướng phóng đi. Chi chi chi, tiểu hồ ly nhìn ra giang giật nội tâm cấp bách, một đường không ngừng thúc giục huyết hồng yêu vương tăng thêm tốc độ, tiểu hồng tốc độ đã đạt đến cực hạn, chỉ là hai ngày tiểu đã tới linh thú sơn học viện bên ngoài. Hô, nhìn thấy linh thú sơn học viện hết thảy bình thường, giang giật có chút an tâm, để tiểu hồ ly cùng yêu vương tại hắc vân sơn mạch trở lấy mang theo Giang Tiểu Nô thẳng đến Linh Thú Sơn. Gặp được dưới núi một đội tuần tra hộ vệ, hắn lập tức quát lớn, đại lục chuyện gì xảy ra vì sao tam vạn đại sơn nam bộ lại có rất nhiều nạn dân. Hơn 10 người đội tuần tra thành viên nghe được Giang Giật hỏi thăm, toàn bộ hai mặt nhìn nhau, một người nghi ngờ nói ra, Giang Giật, người không biết sao Thanh Long Hoàng Triều cùng năm nước đại quân đã ở 4 ngày trước bắt đầu tiến công Đại Hạ Quốc. Chỉ là 4 ngày thời gian, tụ dẹp xong Đại Hạ Quốc mấy trăm cái thành trì, đoán chừng không muốn 10 ngày nửa tháng đại hạ quốc liền bị diệt quốc. chương 298, chịu chết, ai, ai, linh thú sơn học viện một cái xa hoa trong sân, tiền vạn quán bưng một ly trà không ngừng thở dài. Tiền ra tại đại hạ quốc bên trong thương hội thành viên đã toàn bộ rút lui, tiền ra lần này tổn thất tương đối lớn, nhưng cũng là có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, mà lại đại chiến cùng một chỗ, tiền ra có thể đại phát chiến tranh tài, này cũng không đến mức để hắn phiền lòng. Hắn lo lắng chính là tô như tuyết, nếu là sau đó Giang giật biết rõ Tô Như Tuyết chết rồi, hắn cũng không dám tưởng tượng Giang giật hội cỡ nào nổi giận. ầm um, đúng lúc này, sân phía ngoài đại môn đột nhiên bị một người trực tiếp đá văng, tiền vạn quán quét qua, con người co rụt lại thầm kêu không tốt, thân thể mập mạp nhanh chóng đứng lên, miến cưỡng cười nói, lão đại, ngươi, ngươi tại sao trở lại? Hừ, Giang giật hừ lạnh một tiếng, sắc mặt rất là âm trầm, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm tiền vạn quán phẫn nộ quát, Đại sự như thế người cùng viện trưởng đều không đưa tin cho ta như tuyết có phải hay không còn tại Hạ Vũ Thành. Tiền vạn quán bờ môi có chút phát khổ, mở miệng nói, Lão đại, việc này đã thành kết cục đã định, người tuyệt đối không thể xúc động A, à, nếu không. Chớ nói nhảm, Giang giật phung tay lên, trực tiếp cắt ngang tiền vạn quán, âm thanh lạnh lùng nói, Ta chỉ hỏi ngươi, tôi như tuyết có phải hay không còn tại Hạ Vũ Thành tại vẫn là không tại. Tiền vạn quán sắc mặt ảm đạm xuống tới, cắn răng nói ra tại ta đã từng phái người muốn đem nàng tiếp vào học viện đến, nàng nói đại hạ quốc vong, nàng tuyệt không sống một mình, sở dĩ. Hưu, tiền vạn quán lời còn chưa nói hết, Giang giật đã quay người hướng học viện bên ngoài chạy như điên, chỉ để lại một câu tiểu nô, người ở trong học viện hảo hảo ở lại. Lão đại, thiếu gia, tiền vạn quán cùng Giang tiểu nô đồng thời kêu to lên, Giang tiểu nô mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết xảy ra chuyện lớn, nàng trông mong nhìn qua tiền vạn quán, khẩn trương nói ra tiền ca ca, thiếu ra nhà ta muốn đi đâu. Đi cái nào lão đại là đi hạ vũ thành cứu người, hắn chuẩn bị một người cùng trăm vạn đại quân đối kháng, hắn đây là đi chịu chết ha. Tiền vạn quán mặt mũi tràn đầy cấp bách cùng âm trầm, cắn răng nói một tiếng, hắn cũng không để ý giang tiểu nô, mập phì thân thể nhanh chóng hướng ra các thanh vân viện tử phóng đi, hắn biết rõ, giờ phút này chỉ có ra các thanh vân mới có thể ngăn cản giang giật hành vi ngu xuẩn. Cái gì thiếu ra đi chịu chết, giang tiểu nô bị hù dọa, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể loạn chiến, mắt to nhất chuyển, thế mà coi thường mới vừa từ nội sảnh ra Giang Vân Hải, co cảng hướng ngoài học viện nhanh chóng đuổi theo. Chỉ là, Giang giật tốc độ nhanh như vậy, Giang Tiểu Nô làm sao đuổi theo kịp đợi nàng xông ra học viện bên ngoài lúc, Giang giật đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Giang Tiểu Nô như một cái trên lò lửa kiến tộc, gấp đến độ ghê gớm, nàng bốn phía nhìn một cái về sau, rất nhanh nhãn tình sáng lên, thế mà co cẳng hướng linh thú sơn phía dưới phóng đi nàng không có nửa điểm thực lực núi cao đường đột ngột chỉ là đi xuống linh thú sơn sợ là liền cần một hai ngày đi mà lại trong núi còn có yêu thú nhưng nàng vẫn như cũng dùng hết lực khí toàn thân hướng phía dưới núi lao nhanh cũng may nàng vận khí rất không tệ không lâu lắm tự gặp một đội tuần tra hộ vệ đúng nàng vội vàng thở hồng hộc hô lớn các vị đại nhân làm phiền các ngươi mang ta đi hắc vân sơn mạch ta có việc gấp giang tiểu nô đội tuần tra thành viên ngược lại là đều biết giang tiểu nô giang giật tại học viện quá đỏ lên ai không biết hắn a liên quan giang tiểu nô cùng giang vân hải đều thành danh nhân cái này đội tuần tra nhìn thấy giang tiểu nô một người hạ sơn đều dọa sợ toàn bộ bước nhanh bôn tàu tới tiểu nô chạy thở không ra hơi chống nạnh nói ra nhanh mau dẫn ta đi hắc vân sơn mạch trễ chút liền đến đã không kịp tốt đội tuần tra thành viên mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng giang tiểu nô yêu cầu bọn hắn làm chút hít sự tình bọn hắn tốt như vậy cự tuyệt lập tức một tên tối cường tử phủ cảnh đỉnh phong đội trưởng mang theo giang tiểu nô hướng hắc nguyên sơn mạch lao nhanh có tử phủ cảnh đỉnh phong mang theo bôn tẩu tốc độ thoáng cái nhanh chỉ là hai canh giờ giang tiểu nô tự được đưa tới hắc vân sơn mạch nhưng vừa mới đến hắc vân sơn mạch phía dưới cái này tử phủ cảnh đỉnh phong đội trưởng ngừng lại mà lại trên mặt đều là vẻ hoảng sợ hắn cảm nhận được dãy núi bên trong có một cái cực kỳ cường đại yêu thú khí tức sợ là hắn dám đi tới hội hài cốt không còn phanh phanh hắn không đi lên, trong núi yêu vương lại cảm nhận được giang tiểu nô khí tức, nhanh chóng bôn tẩu ra. Tiểu hồ ly ngồi tại nó trên bờ vai, thật xa tựa đối giang tiểu nô kêu lên, như bảo thạch trong mắt bên trong có ta nghi hoặc, tựa hồ không rõ vì sao giang tiểu nô nhanh như vậy liền trở lại vẫn là một người. Tiểu phỉ, tiểu phỉ, giang tiểu nô nhanh chóng rời đi cái này đội trưởng hướng trên núi đi đến, yêu vương rũi ra một cái to lớn bàn tay đem giang tiểu nô nắm lên, đặt ở trên bờ vai, Học viện tuần tra đội trưởng lúc này mới thở dài một hơi, lộn nhào rời đi. Tiểu Phỉ, thiếu gia đi hạ vũ thành cứu người. Nghe nói thanh long hoàng triều cùng năm nước đại quân ngay tại vây công đại hạ quốc. Tiền ca ca nói thiếu gia chuẩn bị một người cùng năm nước đối kháng, là đi chịu chết làm sao bây giờ a? À? Giang tiểu nô mang theo tiếng khóc nước nở cùng tiểu hồ ly nói đại sự như thế nàng hoàn toàn không biết làm sao bây giờ, cũng vô lực hỗ trợ, chỉ có tìm tới cái này yêu tộc tiểu công chúa thỉnh cầu hỗ trợ của nó. Chi chi. Tiểu hồ ly cũng không biết làm sao, nó kêu vài tiếng, con người nhất chuyển nhanh chóng cùng yêu vương hạ mệnh lệnh, để nó hồi trở lại thiên nữ phong đi. Nàng không thể ra tam vạn đại sơn, thực lực mình cũng thấp, chỉ có hướng yêu hậu xin giúp đỡ. Giống như yêu hậu không xuất quan, hoặc là không nguyện ý hỗ trợ, như vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn xem giang giật đi chịu chết. Ngu xuẩn, linh thú sơn hậu viện, ra các thanh vân nghe được tiền vạn quán báo cáo về sau, trước tiên nhô ra thần thức tìm kiếm giang giật nhưng đem học viện phụ cận đều dò xét một lần, thế mà không tìm được người về sau hắn tỉnh ngộ lại nhanh chóng hướng dưới mặt đất dò xét, rốt cục dưới đất vạn trượng phát hiện cưỡi đảo một thú, đang theo phương nam lao nhanh mà giang giật. Chỉ là, hắn truyền âm để giang giật trở về, giang giật thế mà hoàn toàn không để ý tới, tiếp tục khống chế đào một thú cuồng chạy, rất nhanh liền liền ra các thanh vân thần thức đều dò xét không tới. Ngu xuẩn, ngu xuẩn, ra các thanh vân cái này mười mấy năm qua rất ít sinh khí, giờ phút này lại giận không thể nghỉ, Giang giật là hắn coi trọng nhất một cái hậu bối, hắn muốn cho Giang giật phó viện trưởng cũng không phải là nói đùa, trên thực tế. Hắn đã sớm phát hiện Giang giật trong đàn điền bí mật. Hắn là thọ nguyên không nhiều lắm, linh thú sơn học viện nhiều như vậy phó viện trưởng, nhưng không có người nào có cơ hội đột phá kim cương cảnh. Giờ phút này đại lục thế cục phá sóc mê ly, đại chiến đã trải qua rồi, cách cục lập tức liền muốn cải biến. Hắn không chết ngược lại là còn dễ nói, nếu là chết đâu linh thú sơn học viện như thế một khối lớn thịt mỡ không có cường giả tỏa trấn phù hộ nhất định bị các đại thế lực chiếm đoạt giang giật hắn là chuẩn bị bồi dưỡng làm người nối nghiệp giờ phút này cái người nối nghiệp vì một nữ nhân không tiếc dùng thân mạo hiểm hay là chuẩn bị cùng toàn bộ người trong thiên hạ đối kháng đây là cỡ nào ngu xuẩn hành vi phải biết hành động lần này linh thú sơn học viện thế nhưng là phát ra thông cáo ủng hộ giang giật có yêu hậu làm chỗ dựa người bình thường không dám động đến hắn vấn đề là là tình huống như thế nào giang giật dám đi hạ vũ thành dám đối kháng đại quân tuyệt đối sẽ bị nghiền ép thành mảnh vỡ thanh long hoàng triều cùng năm nước đại quân liên hợp công kích không có khả năng không công mà lui đại hà quốc cũng nhất định phải bị diệt quốc nếu không thanh long hoàng triều cùng mấy đại các nước chư hầu mặt mũi đi cái nào phóng đây là nội bộ nhân loại đấu tranh yêu hậu giống như không muốn triệt để cùng nhân tộc quyết liệt việc này tuyệt đối sẽ không ra mặt sở dĩ giang giật chuyến đi này tuyệt đối hữu tử vô sinh thôi. Thôi, sau một hồi lâu, gia cát thanh vân nặng nề thở dài, đột nhiên quát khẽ Tề viện trưởng, để sở hữu phó viện trưởng tập hợp, người tỏa trấn học viện, lão phu mang theo bọn hắn đi một chuyến hạ Vũ thành đi. Hơn 10 năm, ta bộ xương già này cũng nên nhúc nhích một chút, nếu không người trong thiên hạ đều muốn quên thị huyết đồ phu ra cát thanh vân đi. Chương 299, đại chiến hết sức căng thẳng. Như Tuyết, người nhất định muốn chịu đựng, nhất định phải chờ ta chạy đến. Đại Hà quốc phía Bắc cương vực dưới mặt đất phản lý Giang giật không biết ngày đêm cưỡi đào một thú cuồng chạy, trong mắt của hắn đều là tơ máu, cũng cảm giác như muốn tổ hỏa nhập ma. Giang biệt ly nói qua, Giang giật cùng y phiêu phiêu rất giống, trong thân thể có ma tính, khi còn bé kiềm chế sinh hoạt cũng làm cho trong thân thể của hắn ẩn núp vô tận lệ khí, tăng thêm cảm mộ sát lục chân ý cũng một mực tại ảnh hưởng tính cách của hắn. Nếu là lúc trước, có lẽ hắn sẽ không xúc động như vậy, nhưng ở nghe được đội tuần tra thành viên nói, Đại Hạ Quốc phát ra thông cáo, Tô Như Tuyết cùng hạ vô hối hôn ước đã hủy bỏ về sau, hắn tự triệt để bạo tẩu. Đại Hà Quốc bị Thanh Long Hoàng Triều cùng năm nước công kích, Đại Hà Quốc rốt cuộc không cần cố kỵ thần võ quốc, Tô Như Tuyết không cần gánh vác áp lực thật lớn, không cần lại gánh vác kia cầu thí thông ra gông xiềng nằm ngang ở giữa hai người đầu kia khoảng cách đã biến mất giang giật tự nhiên cái gì đều không để ý thẳng đến hạ vũ thành tô như tuyết đối với hắn có ân đối với hắn hữu tình giang giật có thể rõ ràng cảm ứng được tại thần võ quốc phương thành phủ thái tử Tô như tuyết bị hạ vô hối nắm đi hướng từ kim đài lúc, nội tâm đến cỡ nào thống khổ cùng tuyệt vọng. Hắn cũng có thể thấy rõ ràng, làm hạ vô thành trong vương cung cử hành quốc yến, hắn xuất hiện một khắc này, tô như tuyết đôi mắt đến cỡ nào bày ra, nụ cười là cỡ nào đẹp. Thay ta hướng người nào đó nói tiếng, thật xin lỗi, như tuyết có lỗi với hắn, nếu có kiếp sau, như tuyết nhất định làm nô làm tỳ hầu hạ hắn cả một đời. Tô như tuyết cuối cùng nói một câu nói, Giang giật càng là có thể cảm nhận được nội tâm của nàng đối với mình cực nóng tình ý, giống như hắn không đi, sợ là hai người thật. Muốn kiếp sau mới có cơ hội ở cùng một chỗ, tô như tuyết, ngày sau có người dám trêu chọc ngươi, ta sống dóc xương lóc thịt hắn, có gia tộc trêu chọc ngươi, ta đồ hắn toàn tộc, có các nước chư hầu dám trêu chọc ngươi, ta diệt hắn một nước. Giang giật đã từng đã cho tô như tuyết một cái hứa hẹn, giờ phút này hắn chuẩn bị thực hiện cái hứa hẹn này. Vì thân nhân hắn có thể mưu phản thần võ quốc, vì âu yếm nữ tử, hắn càng là không tiếc thế gian đều là địch. Chết, hắn chưa từng e ngại, Giang Vân Hải từ nhỏ đã dạy bảo hắn, tử vong là sở hữu võ giả kết cục, một cái võ giả giống như sợ hãi cái chết, đời này sẽ vĩnh viễn không có đại thành tựu. Không có trải qua sinh tử võ giả, cũng không thể xem như chân chính võ giả. Võ giả chi đạo, là nghịch thiên cải mệnh, đi ngược dòng nước, nhất định phải có không sợ quỷ thần chi tâm, mới có thể có cơ hội đặt chân đỉnh phong. Giờ phút này có hơn 100 vạn quân đội, bàn tiệc cuốn toàn bộ đại hạ quốc, cuối cùng không cần phải nói toàn bộ hội tụ hạ vũ thành dưới, trong đại quân có lẽ không có kim cương cường giả, nhưng thần du cường giả tối đỉnh không phải số ít. Giang giật thực lực, đối đầu thần du cường giả miễn cưỡng chịu đựng, lực công kích phối hợp bảo vật, có lẽ còn có cơ hội đốt giết thần du cường giả tối đỉnh, nhưng đừng nói trăm vạn đại quân, sợ là mấy vạn đại quân liền có thể nhẹ nhõm mài chết hắn. Trọng yếu nhất chính là, đây là vạn năm qua, nhiều như vậy thế lực lớn lần thứ nhất liên thủ công kích, thanh long hoàng thất vẫn là vạn năm qua lần thứ nhất lộ ra cái nanh của hắn. Giang giật là thanh long hoàng triều tuần sát xứ, đối thanh long hoàng triều có ân, nhưng ở đại sự như thế bên trên, lăng tuyết công chúa tuyệt đối sẽ không cho hắn mặt mũi, còn lại vài quốc gia càng sẽ không cho hắn mặt mũi. Hắn dám đi hạ vũ thành, vậy liền, nhất định phải làm tốt cùng thanh long hoàng triều quyết liệt, cùng năm nước đối kháng quyết tâm. Giang giật biết rõ điểm này, nhưng hắn vẫn là đạo nghĩa không thể trùn bước, bởi vì... Hạ Vũ Thành bên trong có nữ nhân hắn yêu mến nhất. Giờ phút này nữ tử kia chính nhất là cơ khổ bất lực thời khắc, cũng lập tức sẽ chết rồi, hắn nhất định phải đi bên cạnh nàng, coi như không thể cứu ra nàng, hắn cũng phải cùng nàng chết cùng một chỗ. Giang Tiểu Nô đã cứu tỉnh, Giang Vân Hải đã tìm được, hai người ở tại Linh Thú Sơn học viện an toàn vô cùng, Giang Giật không có nỗi lo về sau, hắn cũng đi dứt khoát quả quyết. Bò, o, à, bò, o, à. đại hoàng không ngừng phát ra trầm muộn gầm nhẹ, trên đầu sáu cái sừng thú lóe lên hoàng quang, phía trước đất đá đụng một cái sở hoàng quang lập tức biến thành bột mịn. Trong động đất rất là ẩm ướt, đại hoàng cấp tốc bôn tẩu cũng mang theo một trận cuồng phong, giang giật y phục bay phất phới, tim của hắn đập đến càng ngày càng lợi hại, hắn sợ chậm trễ thời gian không dám khống chế đại hoàng bên trên mặt đất đi xác định tọa độ, hắn chỉ là yên lặng tính toán thời gian. Ba ngày, ít nhất phải ba ngày, hắn mới có thể đuổi tới Hạ Vũ Thành, đây là hắn theo lòng đất thẳng tắp xuyên qua tam vạn đại sơn kết quả nếu không đường vòng, đoán chừng còn muốn càng lâu. Đương nhiên đây cũng là bởi vì đào một thú tốc độ tại tam gia yêu thú bên trong không tính nhanh, giống như ngân nguyệt yêu lang không chết, hai ngày liền có thể đuổi tới. Nhanh, đại hoàng, nhanh lên nữa. Hắn không ngừng thúc giục đại hoàng, một đôi sát khí nghiêm nghị con người cùng hơi có chút biểu tình dữ tợn tại mờ tối trong động đất lộ ra phá lệ khiếp người. Đại Hạ Quốc thời khắc này xác thực rất thảm, thanh long hoàng triều cùng năm nước đại quân cũng không có thẳng đến hạ vũ thành đi, mà là rất có ăn ý bắt đầu càn quét đại hạ quốc lớn nhỏ thành trì. Thanh Long Hoàng Triều cùng năm quốc đô muốn đem đại hạ quốc tiêu diệt, đã muốn diệt quốc, muốn cho đại hạ quốc một bài học xương máu, như vậy thì muốn diệt đến triệt để. Phàm là có chống cự thành trì, cuối cùng đều sẽ bị huyết tẩy, trong phủ thành chủ tài vật, đại gia tộc tài vật cũng sẽ bị cướp sạch không còn, đương nhiên. Lần này mấy cái đại quân ngược lại là coi như văn minh, không có cố ý cướp bóc đồ sát bình dân, cũng rất hít hủy đi thành trì. Mặc dù như thế, hết hạn đến Đại Hà Quốc vẫn là bị giết chết gần trăm vạn người, thành trì cơ hồ bị công phá, trăm vạn người trong đó có một nửa là quân đội, còn lại thì là lớn nhỏ gia tộc võ giả, còn có bị ngộ sát bình dân. Vô số nạn dân hướng bốn phương tám hướng chạy trốn, đây cũng chính là rất nhiều nạn dân tràn vào tam vạn Đại Sơn phía dưới nguyên nhân. Tại Đại Sơn bên ngoài mặc dù có khả năng bị yêu thú giết chết, nhưng du tẩu tại Đại Hạ Quốc bên trong, tuyệt đối sẽ bị đại quân triển thành mảnh vỡ. Cái này mấy ngày thời gian, vài quốc gia đại quân đều cướp đoạt nghiệt, đại hạ quốc cũng thay đổi thành một cái không chút nào bố trí phòng vệ thiếu nữ, mặc cho đại quân trà đạp. Có thành trì cái này quốc đại quân vừa đi, không có qua mấy canh giờ, thành trì bên ngoài lại vang lên tiếng vó ngựa, một cái khác quốc gia đại quân lại tới. Bất qua sáu cái đại quân thống soái đều rất thông minh, không có một đội đại quân đơn độc đi tiến đánh hạ Vũ Thành, bởi vì hạ Vũ Thành bên trong tụ tập đại hạ quốc sau cùng quân đội, tất cả cường giả sáu cái đại quân đều lựa chọn trước đem đại hà quốc bên trong sở hữu thành trì cướp sạch mấy lần, chờ triệt để đoạt không có có thể cướp lúc mới có thể tề tụ hạ vũ thành liên thủ công kích đại hà quốc cương vực bên trong khắp nơi đều là lang yên, tô địch vương không ngừng tiếp vào truyền báo mấy lần kém chút ngất đi, nhưng hắn có thể làm sao chỉ có tử thủ hạ vũ thành, chờ đợi kỳ tích xuất hiện hay là chờ đợi thành phá người vong giữa trưa, sáu cái đại quân cuối cùng đem đại hà quốc bên trong sở hữu thành trì quân đội phá hủy rất nhiều đại thành cũng cướp sạch mấy lần, triệt để đoạt không thể đoạt. Đại hạ quốc ngoại trừ hạ vũ thành bên ngoài, toàn bộ thành trì luân hãm, sau cái đại quân chỉnh đốn nửa ngày, lúc trạng vạng tối tách ra bắt đầu không hẹn mà cùng hướng hạ vũ thành vây giết mà đi, chờ hạ vũ thành phá về sau, đại hạ quốc liền chính thức tuyên bố mất nước. Sau cái đại quân đều là kỵ binh, bắc máng quốc cùng bắc lương quốc quân đội còn toàn bộ cưỡi một loại dị thú. Tốc độ như gió, đại hạ quốc nội tại bọn hắn vó sắt phía dưới như dẫm trên đất bằng. Tại ngày thứ hai trong đêm, ba con đại quân tiên phong bộ đội đã tới hạ vũ thành bên ngoài. Bất quá cái này ba con tiên phong bộ đội đều không có tiến công, rời đi hạ vũ thành 10 dặm hạ trại, chuẩn bị các loại chờ, sở hữu đại quân đến đủ về sau, theo bốn phương tám hướng bắt đầu công thành. Lúc nửa đêm, đại quân không ngừng hội tụ mà đến, nặng nề vó sắt âm thanh như tử thần kêu gọi, gõ vào hạ vũ thành bên trong trăm vạn con dân trong lòng. Trên tường thành đại hạ quốc quân đội, toàn bộ trầm mặc nhìn qua bên ngoài lít nha lít nhít đại quân, cũng cảm giác chiếm cứ một cái to lớn như cự thú, thời khắc đều có thể đem hạ vũ thành thôn phệ. Đại chiến, hết sức căng thẳng, cắt cắt chương 300, đoạn tử tuyệt tôn, đại quân lần lượt đến, tại sáng sớm ngày thứ hai, thanh long hoàng triều đại quân đã toàn bộ đến đủ, đương nhiên đây cũng là thanh long hoàng triều đại quân thiếu nguyên nhân. Bọn hắn mặc dù chỉ có 3 vạn người, nhưng cái này 3 vạn người lại nhưng so sánh 30 vạn đại quân còn muốn hung tàn, bởi vì cái này 3 vạn người toàn bộ đều là tử phủ cảnh đỉnh phong võ giả, thần du cảnh cường giả nhiều đến 8 ngàn, thần du ngũ trọng cường giả đạt tới 1 ngàn người. Rất nhanh, thần võ quốc đại quân cũng toàn bộ đuổi tới, nhân số đạt tới hơn 20 vạn. Lĩnh quân thống soái lại là hạ vô hối, đương nhiên bên cạnh còn có một vị thần võ quốc nổi danh tướng quân phụ trợ, thái sử gia thái sử chiến, là thần võ quốc thập đại thượng tướng quân một trong, một mực chấn thủ phương Bắc, lần này hiển nhiên cố ý triệu tập tới phụ trợ hạ vô hối. Hạ Đình Huy vẫn là rất coi trọng hạ vô hối, lần này để hắn thống soái đại quân, là cho hắn rửa sạch nhục nhã, trọng trấn uy danh cơ hội. Cái này cũng cho hạ vô hối tích lũy chiến công, thu hoạch được quân đội ủng hộ thời cơ. Lần trước bởi vì gian giật, hạ vô hối trong quân đội uy vọng rơi xuống đáy cốc, mặc dù về sau phong tỏa tin tức, nhưng vẫn là lưu truyền đến trong quân, không nghĩ biện pháp đạt được quân tâm, hạ vô hối coi như ngày sau thưởng vị, cũng sẽ ngồi không vững vị trí kia. Cái thứ ba đổi tới hạ vũ thành bên ngoài đại quân là Thánh Linh Quốc quân đội, Thánh Linh Quốc cũng tới 20 vạn đại quân, lĩnh quân chính là một vị lão tướng quân. Thánh linh quốc lần này cũng là đồ sát cướp đoạt vô cùng tàn nhẫn nhất, yêu thú bạo động thánh linh quốc tổn thất nặng nề, lần này bọn hắn là đến báo thù, ra tay tự nhiên không lưu tình chút nào. Rất nhanh, ở trên giữa trưa, thiên huyền quốc, bắc lương quốc, bắc mãng quốc đại quân cũng tuần tự đến, dòng dã trăm vạn đại quân, đầy khắp núi đồi, một chút không nhìn thấy cuối cùng. Đại quân đem hạ vũ thành bao bọc vây quanh, rộng nghiêm nghiêm mật mật, không có một tia khe hở, giờ phút này sợ là coi như một cái ong mật cũng bay không đi. Hạ Vũ Thành trên tường thành đều là quân đội, dưới tường thành cũng là lít nha lít nhít đại quân, toàn bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời chuẩn bị khai chiến. Thành nội tập kết đại hạ quốc sau cùng quân đội, chỉ có 30 vạn. Đại hạ quốc toàn bộ cường giả cũng đều hội tụ trong thành, trên tay mọi người đều buộc lên miếng vải đen, rõ ràng chuẩn bị tử chiến. Tô địch vương tại tô gia cường giả bao vây dưới, lên thành bắc tường, một bộ bạch bào như một đóa tuyết liên hoa tô như tuyết làm bạn ở bên cạnh hắn, toàn bộ trên mặt người đều là tính mịch cùng bi phẫn. Vô duyên vô cớ bị oan không thấu, còn muốn bị Thanh Long Hoàng triều cùng năm nước cộng đồng công kích, giờ phút này đều đến diệt quốc thời khắc, đại hạ quốc tâm tình người ta có thể nghĩ. T, nhìn qua phía dưới một chút nhìn không thấy bờ đại quân, cảm nhận được trong đại quân chiến giáp cùng chiến đao bên trên phản xạ ra hàn ý, cùng kia khiến lòng run sợ trùng thiên sát khí, Tô Địch Vương có chút hít vào mấy cái hơi lạnh vốn là bởi vì tử sắc quá nhiều có chút tái nhợt mặt, giờ phút này trở nên càng thêm không có một tia huyết sắc. Hạ vô hối, tô như tuyết thì xa xa khóa chặt một tên người mặc hoàng kim chiến khải khôi ngô người trẻ tuổi, khóe miệng đều là đùa cợt cùng mỉa mai. Cái này thần võ quốc thái tử đã từng nói nàng muốn cả một đời che chở nàng, lại xuất lĩnh đại quân muốn trả đạp quê hương của nàng, muốn đổ sát thân nhân của nàng. Cộc cộc cộc, sau cái đại quân thống soái toàn bộ tề tụ cửa thành bắc trước đó, nhìn thấy tô địch phương sau khi xuất hiện, Thanh Long Hoàng Triều thống quân Nguyên Soái Long tướng quân trước tiên cưỡi chiến mã hướng phía trước đi trăm trược, trong tay một cây tản ra khí thế khủng bố trường thương đột nhiên hướng phía trước vung lên, quát khẽ nói: "Tô Địch Vương, ngươi làm điều ngang ngược, bắt cóc yêu hậu chi nữ, dẫn đến yêu thú bạo động, làm hại đại lục sinh linh đổ thán. Phạm phải ngập trời sai lầm lớn, còn không biết hối cải nhanh chóng mở cửa thành ra đầu hàng, chúng ta có thể tha ngươi một mạng, nếu không hạ Vũ Thành nhất định máu chảy thành sông." Thánh Linh Quốc lão tướng quân, cũng khoái mã hướng phía trước đi ra, quát lớn, tô địch phương, thánh linh quốc tại hảo kiếp bên trong chết đi mấy chục vạn con dân, món nợ máu này lão phu muốn thay bọn họ đòi lại, như không lập tức mở cửa thành đầu hàng, lão phu định để hạ vũ thành chó gà không tha. Các quốc gia thống xoái nhau nhau đi ra, quang minh lẫm liệt một phen thống mạ, cuối cùng đều ném ra một câu đơn giản là để tô địch vương đầu hàng, tha cho hắn một mạng loại hình nói nhảm, đại hạ quốc còn có mấy chục vạn đại quân, tích xúc nhiều năm cũng không ít cường giả cùng chết lời nói mặc dù liên quân tất thắng, nhưng giết địch một ngàn tự tổn ba trăm, có thể không chết người phá thành luôn luôn tốt. Ngoài dữ liệu của mọi người, hạ vô hối thế mà không có mở miệng, một mực bình tĩnh nhìn tường thành sơn mới tô địch vương cùng tô như tuyết. Trải qua lần trước sự kiện về sau, hạ vô hối rõ ràng trưởng thành rất nhiều, hắn hiểu được một cái đạo lý, đao kiếm tổng so ngôn ngữ hữu lực ta. Tô địch vương toàn thân tức giận đến phát run, hắn còn chưa mở miệng, bên cạnh tô như tuyết lại đột nhiên cười lạnh, nguyên lực quán chú mở miệng nói, hạ vô hối, ngươi thân là thần võ quốc thống soái không định nói hai câu hay là. Là ngươi trột dạ, ha ha ha, đối mặt tô như tuyết chất vấn, hạ vô hối trên mặt không có nửa điểm kinh hoàng, ngược lại cười một tiếng dài nói, không hối hận có gì có thể trột dạ phụ vương của ngươi phạm phải tội lớn ngập trời, người người có thể chu diệt, không hối hận mặc dù hữu tâm cùng như tuyết công chúa kết làm gắn bó suốt đời, tiếc rằng thiên công không tốt. Tại nhân loại đạo nghĩa cùng tình cảm phương diện, ta lựa chọn cái trước, sở dĩ hôm nay ta chỉ có thể quân pháp bất vị thân. Hừ, Tô Địch Vương đột nhiên hừ lạnh một tiếng, tại thời khắc này trong đầu của hắn đột nhiên có một tia minh ngộ, cũng nhớ tới một việc. Tô Địch Vương tại 20 năm trong trận chiến ấy giống như bị bắt làm tù binh sau đó vẫn là đại hạ quốc bỏ ra cách xù tiền chuộc mới đem Tô Địch Vương cho chuộc trở về. Mà lại Tô Địch Quốc Thiên tư tựa hồ cũng không làm sao xuất chúng, nhưng những năm gần đây một mực tiến bộ thần tốc, đạt đến thần du cảnh đỉnh phong. Tô Địch Vương vẫn nghĩ không thông Tô Địch Quốc tại sao lại tham dự bắt cóc tiểu hồ ly sự tình, giờ phút này lại triệt để minh bạch. 20 năm trước Tô Địch Quốc tự phản bội hắn, hắn một mực là thần võ quốc quân cờ, hoặc là bị thu phục, hoặc là liền là bị âm thầm khống chế. Cái kia phía sau màn thủ phạm tại bắt cóc tiểu hồ ly thời điểm, đã sắp xếp xong xuôi đường lui, chuẩn bị giá họa đại hạ quốc. Giang Biệt Ly, Tô Địch Vương trong đầu hiện ra một người ảnh tử, cái này ảnh tử một mực là hắn 20 năm qua mộng ma, Thần võ quốc có thể có được như thế mưu lược, như thế can đảm người cũng chỉ có cái này bất thế thiên tài. Cứ việc đoán đây hết thảy, tôi địch vương vẫn là không có nói cái gì. Giờ phút này nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Hắn không có nửa điểm chứng cứ, ngược lại sẽ để cho người ta cảm thấy hắn giống như một đầu giống là chó điên cắn người linh tinh. Hắn cười lạnh hai tiếng, quán chú nguyên lực quát khẽ, nói nhảm nhiều như vậy làm gì muốn công tự công, đại hạ quốc chỉ có chiến tử anh linh, không có quỷ xuống thứ hèn nhát hôm nay các ngươi mang cho ta đại hạ quốc khuất nhục, ta tô ra con em chắc chắn gấp trăm lần hoàn lại cho các ngươi. Ha ha ha, thánh linh quốc lão tướng quân cười ha hả khinh bỉ ra mặt quát tô địch phương, ngươi còn trông cậy vào các ngươi tô ra con em đông sơn tái khởi, tương lai quay về đại lục báo thù ngươi nằm mơ đi, các ngươi tô ra rút đi hơn 900 tộc nhân đã toàn bộ bị giết, không tin tưởng ngươi có thể hỏi một chút không hối hận thái tử cùng long tướng quân. Phốc, nghe được tin tức này, tô địch phương đôi mắt đột nhiên mở tròn vo, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mềm nhũn trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ngất đi. Mẫu hậu, vương huynh, vương đệ, vương muội tô như tuyết cũng thân thể mềm mại run lên, trên mặt không có chút nào huyết sắc, bước chân lảo đảo mấy bước, kém chút té ngã trên đất, phụ cận tô gia tộc nhân toàn bộ sắc mặt tái nhợt như tuyết, trong con người đều là kinh thiên chi nộ. Lần trốn con em toàn bộ bị giết, tô gia có thể nói xem như triệt để bị đoạn tử tuyệt tôn, diệt tộc, không còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Giết, một vị tô gia lão cung phụng trên thân sát khí bão táp, trong tay một cái sắc bén chiến đao xuất khiếu, thân thể đột nhiên hướng phía dưới nổ bắn ra mà xuống. chương 301, theo ta giang giật trên thi thể bước qua. Giết, tất cả tô gia tộc nhân cũng điên rồi, tuyệt vọng. Trong bọn họ tâm đều bị trùng thiên cừu hận cùng tức giận tràn ngập, giờ phút này chỉ có máu tươi của địch nhân mới có thể để cho trong lòng bọn họ thống khoái một chút. Đã đều là chết, vì sao không oanh oanh liệt liệt chiến một trận vì sao không giết nhiều mấy địch nhân, là chết đi tộc nhân báo thù. Vù vù, tô ra cường giả khẽ động, trên tường thành đại hạ quốc quân đội cũng toàn bộ động, cái này thành trì căn bản không có cái gì tốt thủ, 30 vạn đại quân đối đầu trăm vạn đại quân thủ cũng thủ không được, không bằng ra ngoài chém giết một trận, là bảo vệ đại hạ quốc tôn nghiêm trận chiến cuối cùng. Công kích, thanh long hoàng triều long tướng quân, còn có năm nước thống soái toàn bộ vùng tay lên hạ đạt quân lệch, sau lưng đếm không hết đại quân lập tức hướng phía trước chen chúc mà đi, chống trận như sấm, sát khí như hồng, Bành, vào thời khắc này, hai quân trung ương mặt đất đột nhiên nổ tung mà đến, một cái màu vàng cự thú nổ bắn ra mà ra. Cự thú bên trên có một loạt cốt thứ, cốt thứ bên trong ngồi một tên thanh bào người trẻ tuổi, trong tay hắn cầm một ngồi lửa đỏ trường kiếm, y phục lam lũ, đầu tóc rối bời, trong mắt còn đều là tơ máu, nhìn rất là mỏi mệt. Giang giật, rốt cục vẫn là chạy tới. Hắn tràn đầy tơ máu con mắt hướng quét mắt nhìn bốn phía, phát hiện trên tường thành tô như tuyết hoàn hảo không chút tổn hại về sau, kéo căng thân thể lập tức nới lỏng thở ra một hơi thật dài hắn nhìn thấy đại hạ quốc cùng liên quân đều hướng hắn công kích đứng thẳng hai quân ở giữa hắn không chỉ có không có nửa điểm e ngại cùng bối rối càng không có lẩn trốn ngược lại quán chú nguyên lực dùng lớn nhất thanh âm giống to toàn bộ cho bản tuần sát sứ dừng tay giang giật giang tuần sát sứ rất nhiều đạo tiếng kinh hô đồng thời vang lên thanh long hoàng triều long tướng quân bản năng vung tay lên hạ đạt một cái tạm hoãn công kích thủ thế sau lưng chống trận dừng lại thanh long hoàng triều đại quân lập tức đứng tại nguyên địa toàn bộ trở về tô như tuyết vào thời khắc ấy đôi mắt đẹp sáng như tinh thần khẽ kêu mệnh lệnh của nàng cũng không có tô địch vương như vậy hữu hiệu nhưng tô gia cường giả vẫn là rất nhanh đã ngừng lại bước chân sau lưng đại quân cũng ngừng công kích thánh linh quốc lão tướng quân nhướng mày nhanh chóng làm thủ thế thánh linh quốc đại quân cũng đình chỉ tiến công còn lại vài quốc gia đại quân thống soái trần chờ một chút cũng ra lệnh cuối cùng hạ vô hối bất đắc dĩ cắn răng lại mệnh lệnh để đại quân ngừng công kích. Lực lượng một người lại mạnh mẽ ngăn trở hai cái đại quân công kích. Cái này khiến rất nhiều quân sĩ trong đôi mắt đều là kinh ý, nhìn qua hai quân ở giữa ngồi tại đào một thú bên trên giang giật, cũng càng cảm giác khiếp sợ không gì sánh nổi. Bất quá rất nhiều người đều nghe được mấy vị kia tướng quân tiếng kinh hô, giang giật cái tên này cũng nhanh chóng tại trong đại quân lưu truyền. Linh thú Sơn học viện đệ nhất học viên, quốc chiến đệ nhất, thần võ quốc phản quốc tặc, Thanh Long hoàng triều tuần sát sứ, đại lục chúa cứu thế. Không thể không nói Giang Dật tại đại lục vẫn rất có tên, không thua kém hắn lão tử Giang Biệt Ly. Đương nhiên, có thể làm cho sáu cái đại quân ngừng công kích, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì Giang Dật phía sau yêu tộc đại đế, Yêu Hậu. Thiên Tinh thành một trường kia, Yêu Hậu đưa cho Giang Dật một cái thiên đại nhân tình, cũng làm cho trong sân đại nhân vật đều tin tưởng, Yêu Hậu cùng Giang Giật quan hệ. Tam vạn đại sơn vì kia tuyệt đại thiên kiêu chiến lực, dọa phá thiên hạ nhân lá gan. Giang giật đột nhiên xuất hiện, bọn hắn bản năng không dám vọng động. Đương nhiên, mọi người chỉ là sửng sốt một lát, rất biết khôi phục thanh tình. Giang giật mặc dù có yêu hậu làm chỗ dựa, còn rất thụ lăng tuyết công chúa coi trọng, nhưng đây là nội bộ nhân loại chiến tranh A mà lại bọn hắn công kích vẫn là bắt cóc tiểu hồ ly phía sau màn thủ phạm, coi như yêu hậu biết rõ cũng không ra mặt A. Còn như, lăng tuyết công chúa, thanh long hoàng triều vốn là muốn mượn việc này, Trấn hưng hoàng hướng danh dự, tái hiện bá chủ chi uy, Lăng tuyết đối giang giật cho dù tốt lại xem trọng, tại việc này bên trên cũng sẽ không nhượng bộ. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Hạ vô hối trong đôi mắt hiện lên một tiêu oán độc, khóe miệng rất nhanh lộ ra một tia lãnh ý, hắn u u mở miệng nói, giang giật. Ngươi là chuẩn bị giúp đại hạ quốc đối kháng liên quân sao ngươi chuẩn bị đứng tại nghịch tạc bên kia hay là Việc này ngươi cũng là phía sau màn thủ phạm một trong, cứu vất tiểu hồ ly liền là người tự biên tự diễn một màn kịch mục đích đúng là thu hoạch được yêu hậu cái này chỗ dựa nếu không. Người vận khí làm sao lại như vậy nghịch thiên, toàn bộ đại lục đều tìm tiểu hồ ly không đến, đơn độc ngươi liền có thể tìm tới. Hạ vô hối gây nên rất nhiều người một mảnh xôn xao, mọi người bắt đầu cảm thấy rất buồn cười, tinh tế một suy tư tựa hồ lại cảm thấy rất có đạo lý, toàn bộ người ánh mắt nhìn về phía giang giật, chờ đợi hắn giải thích. Giang giật không hề liếc mắt nhìn hạ vô hối một chút, không nhìn thẳng hắn, ánh mắt của hắn tại thanh long hoàng triều long tướng quân còn lại vài quốc gia nguyên soái trên mặt đảo qua mở miệng nói ra chuyện này ta hơi có nghe thấy cụ thể ta còn không rõ ràng lắm bất quá ai cũng có thể là phía sau màn thủ phạm duy chỉ có đại hạ quốc không thể nào chắc hẳn trong lòng các ngươi cũng đều nhất thanh nhị sở a à mượn nhân loại đại nghĩa đường đường thanh long hoàng triều cùng ngũ đại các nước chư hầu khi dễ một cái yếu nhất quốc gia đây coi là bản lãnh gì các ngươi cũng không thấy đến xấu hổ sao luôn miệng nói nhân loại đại nghĩa các người đổ sát đại hạ quốc quân đội con dân lúc, các người đại nghĩa đi đâu rồi chẳng lẽ quốc gia các người con dân liền là người, đại hạ quốc cũng không phải là người. Giang giật lời nói rơi xuống đất có âm thanh, âm vang hữu lực, tựa như có loại ma lực vang lên tại phụ cận mấy vạn đại quân trong lòng. Rất nhiều người trầm mặc, lòng tướng quân sắc mặt thay đổi mấy lần, cắn răng đột nhiên mở miệng nói, Giang tuần sát xứ, việc này là hoàng triều hạ đạt ý chỉ, người vẫn là đừng làm khó dễ mà tướng tốt, mà tướng chỉ nghe quân lệnh, tuần sát sứ đại nhân nếu là muốn cưỡng ép ngăn cản, chúng ta cũng chỉ đành đắc tội. Hạ vô hối giật mình tỉnh lại, nguyên bản còn muốn nói vài lời, dùng đại nghĩa áp thoáng cái giang giật, nghĩ đến nói nhiều như vậy làm gì lịch sử luôn luôn bởi người thắng sửa, chỉ cần đem giang giật giết, đem hạ vũ thành san bằng, kia không kết sao lập tức hắn rất nhanh quát khẽ, giang giật, lập tức lăn đi, nếu không đem coi là thủ phạm đồng đảng, giết chết bất luận tội. Thánh linh quốc lão tướng quân rút tay ra bên trong trưởng kiếm nhất phung, nói, Giang giật, có để hay không cho, một câu. Giang giật, đúng lúc này, trên tường thành tô như tuyết đột nhiên mở miệng nói, nàng đầy mắt đều là chậm rãi thâm tình, xa xa nhìn qua Giang giật, trên mặt đều là nụ cười thỏa mãn. Sau cùng giờ khắc này Giang giật có thể xuất hiện, có thể hữu tâm vì nàng lực kháng trăm vạn đại quân nàng đã chết cũng không tiếc, giờ phút này nàng tự nhiên không hy vọng Giang giật không công chịu chết, nàng cười nói ra, người đi đi. Cùng đám này cường đạo ác đồ có cái gì tốt nói giống như người còn nhận như tuyết, liền lập tức rời đi nơi đây nếu không ta chết không nhắm mắt nếu có kiếp sau như tuyết nhất định không phụ quân kiếp sau đời này ta đều quản không được nữa ta còn đi quản kiếp sau giang giật xa xa cùng tôi như tuyết đối mặt trong mắt quang mang kiên định lạ thường hắn hé miệng cười nói tôi như tuyết còn nhớ rõ ta đưa cho ngươi hứa hẹn sao ta liền đến làm tròn lời hứa những người này đã muốn thương tổn ngươi như vậy toàn bộ người đều muốn chết ông giang giật nguyên lực điên cuồng vận chuyển dưới chân đào một thú biến mất, hỏa long kiếm rất nhanh phát sáng lên, hai đầu long văn tại hẹp dài trên thân kiếm du tẩu, im ắng gào thét. Ánh mắt của hắn chậm rãi trở nên đỏ như máu, trên thân sát khí đổ xuống mà ra, quét sạch hai quân ở giữa to như vậy đất trống, hắn ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, tới đi, các người muốn san bằng hạ vũ thành, tự theo ta giang giật trên thi thể bước qua. chương 302, chết, theo ta giang giật trên thi thể bước qua. Giang giật câu nói này để giữa sân bầu không khí lập tức ngưng trọng đè nén, mặc dù Hoàng Triều cùng năm nước đại quân thống soái trong lòng đều cảm thấy giết Giang giật, yêu hậu hẳn là sẽ không thế nào, nhưng chân chính muốn động thủ, bọn hắn vẫn còn có chút chần chờ. Công kích, cuối cùng, lòng tướng quân vung tay lên hạ lệnh, hắn là một tên quân nhân, chỉ nghe theo Hoàng Triều mệnh lệnh. Lăng tuyết công chúa đã sớm hạ tử mệnh lệnh, bất luận cái gì tình huống, nhất định phải hủy diệt đại hạ quốc, đây là thanh long hoàng triều vạn năm qua lần thứ nhất xuất chiến tuyệt không cho phép có sai lầm không bằng hắn vẫn là lặng lẽ cùng mấy cái tướng quân làm thủ thế để bọn hắn tránh đi giang giật giang giật chỉ có một người đại quân nhiều như vậy bọn hắn giết đến tới chỉ cần không để ý tới giang giật đem hạ vũ thành tiêu diệt không phải tiến công hạ vô hối cái thứ hai hạ mệnh lệnh còn hướng thái sử chiến nháy mắt ra dấu rõ ràng là muốn thái sử chiến khống chế đại quân trước tiên đem giang giật chém giết chi ý rầm 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 thần võ quốc đại quân lập tức bắt đầu công kích hóa thành thép thiết hồng lưu thẳng tắp hướng giang giật phóng đi giang giật là thần võ quốc sỉ nhục có như thế cơ hội tốt đương nhiên sẽ không từ bỏ rửa sạch sỉ nhục cơ hội toàn quân công kích thánh linh quốc lão tướng quân thiên huyền quốc thống soái rất nhanh hạ đạt tổng tiến công mệnh lệnh bắc máng quốc bắc lương quốc đại quân cũng ngồi cưỡi lấy một loại tuyết trắng tựa như ngựa tựa như sư dị thú lao vụt mà đến trà đạp mặt đất tiếng oanh minh chấn động đến mảng nhĩ đau nhức kia phô thiên cái địa sát khí đều để hạ vũ thành trên không không khí động lại Giết, Tô Như Tuyết Ngọc thủ vung lên, thay thế Tô Địch Vương hạ quân lệnh, Tô gia tộc lão cung phụng đám người trên mặt đều là thất vọng, nguyên bản Giang Giật đột nhiên xuất hiện, bọn hắn còn tưởng rằng thấy được một tia hy vọng, coi là Giang Giật có thể phá giải từ cục này. Ai ngờ Giang Giật chỉ là một người tới, nói không nói hai câu liền muốn khai chiến, hắn thật đúng là cho là mình là yêu hậu một người có thể địch trăm vạn đại quân trong quân nhiều như vậy thần du cường giả, sợ là hắn còn không có giết mấy người liền bị vây giết đi. Hưu, cho hy vọng, lại để cho bọn hắn tuyệt vọng, Tô gia cường giả chỉ có cắn răng hướng phía trước đại quân phản công kích mà đi. Toàn bộ mắt người bên trong lần nữa lộ ra quyết tâm quyết tử, không có người lại hy vọng xa vời xuất hiện kỳ tích, chỉ muốn giết nhiều mấy địch nhân, thay đại hạ quốc chết đi ngàn ngàn vạn vạn con dân, còn có bị vô tình giết chết Tô gia tộc nhân báo thù. Chiến tranh tàn khốc bắt đầu, song phương thần du cường giả, toàn bộ bắt đầu bắn ra nguyên lực công kích, hướng đối phương đống người bên trong đập tới, dù sao khắp nơi đều là người cũng không cần tận lực chú ý phương hướng cùng khóa chặt mục tiêu, không khác biệt một trận điên cuồng công kích. Một khắc này toàn bộ hạ vũ thành bầu trời phát sáng lên, đủ loại màu sắc hình dạng nguyên lực công kích phô thiên cái địa mà đến, tựa như vạn tên cùng bắn, tràng diện kia cực kỳ hùng vĩ tráng lệ, nguyên lực trong công kích kinh khủng kiềm chế khí tức cũng làm cho rất nhiều cấp thấp võ giả thân thể cùng linh hồn đều run rẩy lên. Dầm dầm dầm, nguyên lực tiếng nổ bên tai không dứt, từng mảnh từng mảnh võ giả bị chém giết, chân cụt tay đứt tiên huyết trên không trung bắn tung tóe rơi tiếng kêu thảm thiết chiến mã hí giải âm thanh dị thú gào giận dữ âm thanh võ giả tiếng giống giận dữ tiếng kinh hô liên tiếp hạ vũ thành bên ngoài thành say thịt tràng phanh 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 mấy trăm đạo nguyên lực công kích cũng hướng giang giật đập tới hắn hỏa long châu trước tiên phát sáng lên hỏa long châu bên trên địa hỏa tuôn trào ra hắn hỏa linh châu bên trong địa hỏa không nhiều lắm nhưng nhiều như vậy nguyên lực công kích hắn chỉ có gượng chống. uống đồng thời Hắn Hỏa Long kiếm đột nhiên hướng phía trước đập tới, nhiều như vậy nguyên lực công kích hắn không cần Hỏa Long kiếm triệt tiêu một chút, sợ là địa hỏa cũng muốn chịu không được. Oanh, hai đầu Hỏa Long và mấy đạo nguyên lực công kích chạm vào nhau sinh ra mãnh liệt bạo tạc, kinh khủng bạo tạc sóng xung kích đem mặt đất mặt đất sòng giã trà sát mấy tầng, bụi bặm ngập trời mà lên, che khuất bầu trời, bốn phía cuồng phong gào thét, tựa như tận thế tiến đến. Hưu, sang giật đối cuồng phong một đường bão táp, mặc dù lực công kích của hắn đạt đến thần du ngũ trọng tình trạng, nhưng tốc độ cùng phòng ngự nhục thể vẫn là tranh lệch quá nhiều trọng yếu nhất hắn không thể nguyên lực ngoại phóng hỏa long kiếm ngoại phóng khoảng cách quá ngắn người khác thần du nhất trọng cường giả nguyên lực ngoại phóng tùy ý có thể đếm rõ số lượng bên trong giang giật chỉ có mấy trăm trượng khoảng cách dầm 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 một đường băng vào hỏa long kiếm bổ ra từng đầu đại lộ thực sự không được tự dựa vào địa hỏa ngăn cản giang giật nhanh chóng hướng thần võ quốc đại quân phóng đi thần võ quốc đại quân cường giả tuyệt đỉnh vượt quá ngoài ý liệu của hắn đều không có công kích chỉ là không ngừng thúc giục đại quân công kích nếu không giang giật tuyệt đối không dễ dàng như vậy ngăn cản đợt công kích thứ nhất mặc dù rất nhiều người kết luận giang giật bị giết yêu hậu sẽ không xuất thủ nhưng này ta tuyệt đỉnh cường giả đều rất thông minh ai cũng không dám xuất thủ chém giết giang giật nếu không sau đó yêu hậu thật muốn truy cứu đoán chừng chỉ là một câu thần võ quốc liền muốn ngoan ngoãn đem người đầu dâng lên còn có một điểm giang giật thân phận giang giật là giang biệt ly nhi tử mặc dù giờ phút này giang biệt ly đã đem giang giật trục xuất giang ra không nhận đứa con trai này nhưng là ai biết rõ giang biệt ly trong lòng nghĩ như thế nào vạn nhất hắn âm thầm ghi hận trong lòng thu được về tính sổ sách dùng năng lượng của hắn muốn giết chết bọn hắn quá đơn giản sở dĩ tràng diện rất là quỷ dị đến đằng sau những cái kia cấp thấp thần du cường giả cũng sẽ không tiếp tục phóng thích nguyên lực công kích công kích tốc độ cũng chậm xuống tới đồng dạng chỉ là thúc giục thủ hạ hướng giang giật cuồng sông mà đi hưu mấy dặm đường giang giật rất nhanh bay vụt mà đến nhìn thấy phía trước lít nha lít nhít như châu chấu quần một chút không nhìn thấy cuối thần võ quốc đại quân cước bộ của hắn không có chút nào dừng lại hắn huyết hồng ánh mắt xa xa nhìn chăm chú cái này trong đại quân hạ vô hối khóe miệng lộ ra một tia tàn cười đã đều đến mức này tự nhiên không có hai lời có thể nói hạ vô hối muốn giết hắn hắn có cơ hội nói tuyệt đối sẽ đem hạ vô hối đầu người cầm xuống sát lục chân ý trên người hắn sát khí chấn động xông lên phía trước nhất đại quân tốc độ suy giảm, những cái kia tử phủ cảnh võ giả tại sát lục chân ý phía dưới căn bản không động được, tự liền cấp thấp thần du cường giả đều hứng chịu tới ảnh hưởng, chỉ có những cái kia thần du ngũ trọng trở lên võ giả mới không có nửa điểm ảnh hưởng. Hưu, Giang giật như một thanh lợi kiếm vọt vào trong đại quân, hắn hỏa long kiếm đột nhiên hướng phía trước đánh xuống, hai đầu hỏa long lập tức gào thét mà ra, phàm là bị đụng chạm võ giả trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Phía trước lít nha lít nhít đại quân, cho hắn bổ ra một đầu rộng vài trượng thông đạo, thân thể của hắn theo cái thông đạo này bay đi, không lọt vào mắt hai bên trái phải tử phủ cảnh quân sĩ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước trong đại quân các vị thần du thống lĩnh. Chết, mấy tên thống lĩnh thân thể nổ bắn ra mà lên, như từng cái mãnh thú hướng giang giật đánh tới, phía sau các tướng quân không ngừng thúc giục bọn hắn, bọn hắn khoảng cách giang giật gần như thế, tự nhiên không thể không xuất thủ. Một thống lĩnh trên tay chiến phủ bên trên lam quang lấp lánh, vung lên một nửa hình tròn, phía trên khí lãng nhập vào xuất ra, cũng cảm giác giống như to lớn sóng biển gào thét mà đến, mấy người khác cũng phân biệt phóng thích võ kỹ, đạo đạo sát cơ khóa chặt giang giật, muốn đem hắn chém thành mảnh vỡ. Bởi vì bốn phía đều là thần võ quốc đại quân, mấy người không dám phóng thích nguyên lực công kích, mấy người kia thực lực cũng không tệ, trong đó tên kia cầm cự phủ võ giả càng là đạt tới thần du tứ trọng, theo trong công kích mang theo khí thế cường đại có thể nhẹ nhõm phán đoán. Chết, cái này cấp bậc võ giả đối với giang giật tới nói hoàn toàn không có áp lực, trên người hắn biến mất địa hỏa tuôn trào ra, Hỏa Long kiếm hướng phía tên kia thần du tứ trọng cường giả cùng bên người hai vị thống lĩnh phương hướng đột nhiên vung xuống. Lần này hắn Hỏa Long kiếm không còn đơn thuần bắn ra hai đầu Hỏa Long, tại Hỏa Long kiếm dẫn dắt dưới, bốn phía không khí hướng bên này phun trào, rất nhanh ngưng tụ ra mấy chục đầu vô hình phong long, những này phong long mang theo một đại đoàn địa hỏa đi theo hai đầu Hỏa Long gào thét mà đi. Không được, lui, kia cầm cửa phủ thần du tứ trọng thống lĩnh biến sắc, bạo giống một tiếng thân thể liền muốn bắn ngược mà quay về, phụ cận hai người cũng lập tức quá sợ hãi, nhanh chóng chuẩn bị hướng bên cạnh tránh né. Nhưng mà, phong long còn không có tới gần, bốn phía không gian đã cuồng phong gào thét, ba người trong thân thể nguyên lực cũng không bị khống chế nhiễu loạn, tốc độ nghiêm trọng bị ảnh hưởng, chờ những cái kia phong long tiếp cận, ba người hoàn toàn bị trói buộc, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đầy trời địa hỏa cùng hai đầu hỏa long hướng ba người gào thét mà tới. Cái này, cái này, Toàn trường vô số thần du cường giả tối đỉnh đều mật thiết đang chăm chú tình huống bên này, giờ phút này toàn bộ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hạ vô hối càng là miệng rộng mở ra đến lão đại, tốt nửa ngày mới kinh ngạc hốt lên nói, đạo văn công kích làm sao có thể giang giật cảnh giới đã đạt đến thần du đỉnh phong sao. chương 303, tuyệt chiêu, không có khả năng, hạ vô hối bên cạnh mấy tên vương thất cường giả liếc nhau, lần trước vị kia ngụy công công lập tức bác bỏ nói, giang giật khí thế trên người cùng tốc độ, tốc độ phản ứng đều hoàn toàn không có đạt tới thần du đỉnh phong cấp bậc, thậm chí mới miễn cưỡng nhưng so sánh thần du cường giả, hắn mặc dù có ba cái thiên thạch, nhưng coi như toàn bộ luyện hóa, nhiều nhất miễn cưỡng đạt tới thần du cảnh, thái tử ngươi cũng biết, thần du cảnh đều mỗi một trọng cần nguyên lực là hải lược, mà lại ngắn như vậy thời điểm, giang giật cho dù có không dùng hết thiên thạch cũng tăng lên không được. Còn lại mấy tên thần du đỉnh phong nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý, thần du cảnh sau cực kỳ khó tu luyện, cho dù có vô tận thiên thạch cho hắn luyện hóa cũng vô dụng, bởi vì không có cường đại nhục thể, như thế cuồng bạo nguyên lực căn bản chịu không được, mà nhục thể tăng cường cần thời gian. Nghe được Ngụy Công công, Hạ Vô Hối càng kinh nghi hơn, đã hắn không phải thần du đỉnh phong, vì sao hắn có được đạo văn công kích? Ta cũng không biết, có lẽ, tiểu tử này thiên phú dị bẩm a. Ngụy Công công mấy người cũng không hiểu, Giang Giật cái này phong ảnh kiếm kỳ thật rất sớm đã cảm ngộ, bất quá ngoại giới không biết, người biết cơ bản đã chết rồi đương nhiên giờ phút này phong ảnh kiếm dung hợp hỏa long kiếm cùng địa hỏa thả ra uy lực quá lớn lúc này mới gây nên nhiều người như vậy chấn kinh ầm um, bên kia ba tên thống lĩnh thân thể đã nổ tung thành mảnh vỡ thi thể hơn phân nửa đều bị địa hỏa đốt ra từng cái cháy đen bốn phía quân sĩ càng là bi kịch địa hỏa bốn phía bắn tung tóe ít nhất có gần trăm người chúng chiêu mà bọn hắn thân thể lại tại sát lục chân ý ảnh hưởng dưới căn bản không động được chết giang giật không có nửa điểm dừng lại trở tay lần nữa thả ra một lần cuồng bạo công kích lần này đối chính là bên trái công tới hai vị thống lĩnh, hai vị này thống lĩnh thực lực thấp hơn, không có bất kỳ cái gì lo lắng, nhẹ nhõm bị đánh giết. Hưu, Giang giật thân thể tiếp tục hướng phía trước bay đi, như một cái tại trên thảo nguyên bôn tập mãnh thú, thẳng tắp hướng hạ vô hối vào tới. Đến hay lắm, cứ việc Giang giật cặp kia con mắt đỏ ngầu thấy làm lòng người sợ, nhưng hạ vô hối khóe miệng ý cười lại càng đập, hắn hướng bên người mấy tên thần du cường giả hạ lệnh, các người đi ba người, đem Giang giật đầu người cho ta để cập qua đến. Tuân mệnh, lần này thần du ám vệ không có nửa điểm trần chờ, bởi vì hạ đình uy xuống mệnh lệnh, hết thảy nghe theo hạ vô hối chỉ thị, có vương mệnh tại người bọn hắn xuất thủ đương nhiên sẽ không có nửa điểm trần chờ. Thân là vương thất trung bộc, bọn hắn cũng không sợ bất luận kẻ nào, dù sao xảy ra chuyện hạ đình uy chịu lấy. Suy suy, ba vị thần du đỉnh phong ám vệ lặng lẽ đi theo công kích đại quân một đường tiềm hành, tốc độ bọn họ rất nhanh, khí tức cũng thu liếm, thân thể tiềm ẩn tại trong đại quân, nơi xa một đường vào tới giang giật căn bản không nhìn thấy. Chết, 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 giang giật một đường cuồng sông, sát lục chân ý phía dưới, bốn chu đại quân hoàn toàn không động được, chỉ có những cái kia thống lĩnh có thể động, nhưng ở hắn đạo văn công kích phía dưới những này thống lĩnh căn bản ngăn không được, một người xông vào 20 vạn đại quân bên trong, lại nhất thời như vào trốn không người. Đông đông đông, nơi xa thần võ quốc chống trận bắt đầu thay đổi, biến thành nhất trọng chợt nhẹ, lúc đầu hướng giang giật chen chúc mà đi đại quân lập tức cải biến trận hình, không còn hướng hắn phóng đi, ngược lại dùng giang giật làm trung tâm, nhanh chóng triệt thoái phía sau, chủ động nhường ra một khối phương viên mấy trăm trượng hình tròn đất trống. Đương nhiên, trước kia bị giang giật sát lục chân ý bao phủ mấy trăm quân sĩ vẫn tại nguyên địa, căn bản không thể động đậy. Vù vù, cùng một thời gian, xa gần mấy trăm thần du thống lĩnh toàn bộ hướng giang giật bên này hội tụ, thật xa tự bắn ra nguyên lực công kích, ngăn cản giang giật tiến lên, bọn hắn thế mà hoàn toàn không để ý giang giật bên người mấy trăm tên thần võ quốc quân sĩ sinh tử Xuy suy tứ phía tám phương nguyên nguyên không ngừng nguyên lực công kích gào thét mà đến giang giật cấp tốc lao nhanh thân thể chỉ có thể dừng lại hỏa long châu bên trong địa hỏa không ngừng phóng thích trước ngăn cản cái này một đợt công kích lại nói a à, a à, địa hỏa vừa ra phổ cận không động đẩy tới quân sĩ lập tức bị khủng bố nhiệt độ cao cho đốt chết phát ra từng đợt làm người sợ hãi kêu thảm âm um, âm um, âm um, âm um vô số nguyên lực công kích bay vụt mà đến, đem những cái kia không đốt chết quân sĩ xoắn thành mảnh vỡ, cuối cùng nện ở địa hỏa phía trên. Địa hỏa từng mảnh từng mảnh bị tạc bay, nhanh chóng giảm bớt, Giang Giật mặc dù có địa hỏa ngăn cản, nhưng cũng bị nguyên lực bạo tạc sinh ra uy áp mạnh mẽ ép tới khí huyết quay cuồng, nội tạng bị chấn thương. Thần võ quốc chỉ huy đại quân tướng quân là cao nhân a, thật là lòng dạ độc ác. Giang Giật âm thầm cảm khái, cái này đại quân biến trận nhanh như vậy, mệnh lệnh này hạ đến như thế dứt khoát, không lọt vào mắt mấy trăm quân sĩ sinh tử, tuyệt đối không phải hạ vô hối loại kia mặt hàng chỉ huy đại quân. chờ thứ nhất đợt công kích dừng lại, hắn lập tức hướng phía trước chém ra một kiếm, thân thể cũng đi theo kia hai đầu hỏa long hướng trong đại quân phóng đi. hắn nhất định phải xông vào trong đại quân, bằng không đợi địa hỏa tiêu hao hoàn tất, hắn sẽ lập tức bị xé nứt thành mảnh vỡ. trăm trưởng, năm mươi trưởng, ba mươi trưởng, nhìn thấy phía trước quân sĩ lần nữa bị chính mình sát lục chân ý bao phủ, thân thể không thể động đậy. Giang giật có chút thở dài một hơi, lần này phụ cận thế nhưng là có hơn 10 vị thần du thống lĩnh, đối phương không có khả năng lần nữa biến trận, đem cái này hơn 10 vị thống lĩnh cũng cùng một chỗ giết a. À. Uống, ánh mắt của hắn khóa chặt 4 năm vị thống lĩnh, hỏa long kiếm bên trên hỏa long ngưng tụ, bốn phía không khí bắt đầu lưu động, hắn lần nữa chuẩn bị phóng thích dung hợp võ kỹ, chém giết mấy vị này thống lĩnh. Ừ, ngay một khắc này, phía trước trong đại quân ba đạo bóng đen đột nhiên động một người trong tay cầm một thanh khổng lồ chùy đối mặt đất đột nhiên một đập, vô cùng quỷ dị sự tình phát sinh. Mặt đất kia thế mà không có bị nện ra một cái lỗ thủng to, ngược lại như một cái cự thạch nện vào trong hồ, mặt đất không ngừng rung động, vẫn là loại kia gợn sóng hình rung động kịch liệt, bốn phía sở hữu cấp thấp quân sĩ toàn bộ thân thể nhoáng một cái ngồi dưới đất, giang giật cũng trọng tâm bất ổn đặt mông ngồi dưới đất. Đạo văn công kích, trong đầu của hắn hiện lên bốn chữ lớn, cũng lập tức minh bạch người này là tiềm ẩn lên thần du cường giả tối đỉnh, không phải cái này cấp bậc cường giả căn bản không thể cảm mộ đạo văn. Hắn cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, cố gắng khống chế thân thể chuẩn bị nổ bắn ra mà lên, nhưng bên kia đã có hai người như thiểm điện phá không mà đến, trên người một người sáng lên hào quang màu tím, đột nhiên bắn ra một đạo chỉ phong, kia chỉ phong căn bản không phải nguyên lực công kích, mà là một đạo thiểm điện. Suy suy, thiểm điện quá nhanh, trong nháy mắt đánh chúng giang giật, thân thể của hắn tựa như bị sét đánh, toàn thân lông tóc dựng ngược, một trận khét lẹt, thân thể cũng run lên một cái, bạch nhãn không ngừng lật lên, cùng bị lôi điện đánh chúng không có hai loại. Lại là đạo văn công kích, Giang giật nghe thân thể của mình mùi khét lẹt, nội tâm kinh hãi vạn phần, con mắt thẳng tắp nhìn qua một tên sau cùng bay vụt mà đến cường giả, nhìn thấy trong tay hắn một cái hình cung trường đao xuất hiện, thanh trường đao kia quang mang dạng dỡ, khí thế cường đại như núi cao, rõ ràng là một cái thánh khí. Hình cung trường đao đột nhiên bổ ra, một đầu to lớn đầu sư tử hư ảnh gào thét mà đến, muốn đem hắn xé rách thành mảnh vỡ lúc, Giang giật tại thời khắc này người thấy khí tức tử vong. Liều mạng, ông trời phù hộ, Giang giật tốc độ quá chậm, giờ phút này cũng toàn thân tê dại căn bản đi không được đường, hắn còn có một số địa hỏa, nhưng phía trước là một tên thần du cường giả tối đỉnh, cầm thánh khí bổ ra một kích chí mạng, hắn tự hỏi địa hỏa tuyệt đối ngăn không được. Hắn chỉ có xuất ra sau cùng tuyệt chiêu, linh hồn của hắn tại thời khắc này đột nhiên giấy lên hừng hực hỏa diễm, tại thánh khí trường đao bổ ra đầu sư tử hư ảnh còn không có tới gần, thân thể của hắn đột một biến mất tại nguyên chỗ. Phệ hồn na di thuật, chương 304, lực kéo sóng to. Sớm tại một tháng trước, Giang giật hồi trở lại linh thú Sơn học viện lúc, Giang Vân Hải liền đem phệ hồn na di thuật truyền thụ cho Giang giật. Cái này thần thông rất tốt lĩnh hội, Giang giật trở lại thiên nữ phong tùy ý tìm hiểu mấy lần liền đã đã hiểu. Nhưng một lần đều chưa thử qua, bởi vì thứ này muốn thiêu đốt linh hồn không đến sống chết trước mắt hắn làm sao dám thử ba tên thần du cường giả tối đỉnh tiềm phục tại trong đại quân, thế mà hèn hạ vô sỉ đánh lén, mà lại khẽ động liền là nhất cường đại thần thông, giang giật giống như còn không sử dụng phệ hồn na di thuật, thân thể tuyệt đối sẽ bị cái kia đầu sư tử hư ảnh tươi sống nổ nát vụn. Ông, thân thể của hắn bạch quang lóe lên đột một biến mất tại nguyên chỗ, thế mà lần thứ nhất dùng liền thành công. Hưu, cái kia to lớn đầu sư tử hư ảnh im ắng gào thét mà đến, nhưng giang giật đã biến mất, cái này đầu sư tử hư ảnh khí lãng chỉ có thể hướng phía trước dũng mãnh lao tới, cuối cùng đánh chúng vào phía trước đồng dạng bị mặt đất chấn động làm cho ngã trái ngã phải trong đại quân, mà lại phụ cận còn có mấy tên thống lĩnh. Oanh, kia mấy trăm người rõ ràng bi kịch, thần du cường giả tối đỉnh một kích toàn lực, phối hợp thánh khí uy lực lớn bao nhiêu tuyệt đối miễn cưỡng nhưng so sánh kim cương cảnh cường giả công kích. Kia đầu sư tử khí lãng gào thét mà đi, đụng chạm lấy một chút võ giả sau rất nhanh phát sinh kịch liệt bạo tạc, mặt đất giờ phút này vốn là tại lay động, bị cái này bạo tạc sóng xung kích chấn động càng là thiên diêu địa động bùn đất từng tầng từng tầng bị cuốn lên liên hợp những cái kia võ giả bị tạc nước thịt nát như rồng cuốn phong hướng bầu trời cuộn tất cả lên già thiên tránh địa bầu trời cũng rơi ra huyết phú a à, rất nhiều đạo tiếng kinh ngạc khó tin đồng thời vang lên bọn hắn mở to con mắt không ngừng tại giang giật trước kia đứng thẳng địa phương lướt nhìn trong mắt mọi người trên mặt đều như gặp quỷ biểu lộ giang giật thế mà hư không tiêu thất giang giật ở nơi đó một tên thần du thống lĩnh đột nhiên quát lớn, rất nhiều ánh mắt hướng người này chỉ phương hướng nhìn lại, nhìn thấy giang giật sống sờ sờ đứng ở ngàn trượng khoảng cách bên ngoài đại quân từ đó lúc, phụ cận thoáng cái yên tĩnh trở lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, trên mặt tất cả mọi người đều là kinh ngạc cùng không dám tin. Thuấn di, đây là cỡ nào nghịch thiên thần thông giống như giang giật có thể không ngừng thuấn di, toàn trường trăm vạn đại quân ai có thể đánh giết hắn. Trên thực tế, giờ khắc này giang giật cũng mộng, cũng không phải là lần thứ nhất phóng thích vệ hồn na di thuật liền thành công, để hắn cảm giác được chấn kinh. Mà là, hắn phóng thích cái này thần thông về sau, bản năng nội thị linh hồn, lại phát hiện linh hồn giờ khắc này kim quang lóng lánh, thế mà không có nửa điểm tiêu hao. Làm sao có thể, Giang Vân Hải nói qua, cái này vệ hồn na di thuật là đem kiếm hai lưỡi, chỉ có thể dùng để đào mệnh chi dục, thậm chí bao gồm mẫu thân hắn y phiêu phiêu như thế thực lực cường đại phóng thích cái này thần thông lúc, Đồng dạng muốn tiêu hao linh hồn, bất quá so sánh Giang Vân Hải muốn rất ít nhiều. Cái này phệ hồn na di thuật bên trên công pháp khẩu quyết cũng viết rõ, môn thần thông này nhất định phải thiêu đốt linh hồn mới có thể sử dụng, nếu không danh tự cũng sẽ không gọi là phệ hồn na di thuật. Chẳng lẽ, chẳng lẽ là bởi vì Hỏa Linh Châu, nghĩ đến linh hồn giờ phút này kim quang lóng lánh, Giang giật đột nhiên tỉnh ngộ lại, mỗi lần linh hồn hắn bị lúc công kích, này Hỏa Long Châu đều sẽ truyền lại một cỗ thần kỳ năng lượng, bảo hộ linh hồn của hắn. Giờ phút này đoán chừng linh hồn thiêu đốt, cái này hỏa linh châu cũng tự động hộ chủ đi chỉ là. Vừa rồi hắn rõ ràng thiêu đốt linh hồn, coi như cái này hỏa linh châu tự động hộ chủ, vì sao linh hồn không có nửa điểm tiêu hao. Này hỏa long châu cùng hỏa long kiếm đến cùng là bảo vật gì đây tuyệt đối không phải thánh khí. Giang giật nuốt một miếng nước bọt, nhớ tới hỏa linh châu bên trong kinh khủng hỏa long thạch, yêu hậu cũng đã có nói đây tuyệt đối không phải thiên tinh đại lục đồ vật, còn có hỏa long kiếm bên trong không trọn vẹn cấm chế, bên trong hoàn hảo cấm chế ít đến thương cảm, nhưng hỏa long kiếm dung hợp hỏa linh châu sau uy lực liền có thể so thánh khí, giống như bù đắp còn lại đại bộ phận cấm chế này hỏa long kiếm uy lực nên lớn bao nhiêu. Giang giật không dám tưởng tượng, giờ phút này cũng không có thời gian suy nghĩ, khóe miệng của hắn lộ ra một tia nụ cười sán lạt, trong con người quang mang nhưng so sánh nhật nguyệt tinh thần, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, ha ha ha, muốn giết ta giang giật người, hôm nay toàn bộ đều phải chết. Ông, ánh mắt hắn trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, trên thân sát khí tuôn trào ra thậm chí đều không cần phóng thích địa hỏa hỏa long kiếm không ngừng hướng bốn phương tám hướng bổ tới vô số phong long nương theo lấy hỏa long hướng bốn phương tám hướng bao phủ đi phanh 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 từng mảnh từng mảnh bạo tạc vang lên mấy trăm người mấy trăm người bị giang giật chém giết sát lục chân ý cùng đạo văn công kích phối hợp hỏa long kiếm căn bản không phải những này cấp thấp quân sĩ cùng thống lĩnh có thể ngăn cản giết kia ba tên thần du cường giả tối đỉnh nhìn thấy giang giật mảng lớn đổ sát thần võ quốc đại quân trong mắt lóe lên một lần tức giận, lại một lần nữa hướng giang giật bắn tới, bên kia chống trận thanh âm lại một lần nữa cải biến, thái sử chiến lại thay đổi trận, tử phủ cảnh võ giả nhanh chóng triệt thoái phía sau, thần du cảnh cường giả thì cắn giang hướng giang giật vây giết mà đi. Ha ha, các người có thể giết chết được ta, giang giật cười lớn một tiếng, không đợi những người này tới gần, trên thân bạch quang lóe lên, lần nữa thả ra phệ hồn na di thuật, biến mất tại nguyên chỗ phanh phanh, thân ảnh của hắn rất nhanh ở bên trái ngàn trượng bên ngoài xuất hiện, hai đầu hỏa long lại đổ xuống mà ra, đổ sát lấy từng mảnh nhỏ thần võ quốc đại quân. Cái này, tại Giang Giật lần thứ hai thuấn di về sau, thần võ quốc đỉnh cao cường giả càng thêm chấn kinh, Giang Giật có như thế thần thông ai có thể giết chết hắn chẳng lẽ lại tiểu trơ mắt nhìn xem hắn từng mảnh nhỏ đổ sát thần võ quốc đại quân, hắn mỗi lần công kích ít nhất có thể chém giết mấy trăm người, 10 lần liền là mấy ngàn, 100 lần liền là mấy vạn, sợ là tụ tiếp tục cho hắn dạng này giết tiếp, thần võ quốc 20 vạn đại quân không phải một hai canh giờ liền muốn toàn bộ ngỏm củ tỏi. Đây là thần thông gì đại lục làm sao có thể xuất hiện biến thái như vậy thần thông đây chẳng lẽ là không gian pháp tắc trung cực đạo văn. Còn lại vài quốc gia đại quân cường giả cũng toàn bộ ngục tự liền đại hạ quốc bên kia lão cung phụng đều bị hù dọa. Vô hạn thuấn di, cái này thần thông quá nghịch thiên, tự liền kim cương cảnh cường giả đều không có nghe nói có như thế nghịch thiên thần thông, nhiều nhất thủy u lan có thể ngoài vạn giảm ngưng tụ một cái bóng mờ, kia đã là phi thường như bức thần thông, nghe nói là cao cấp đạo văn. Giang giật cái này rõ ràng so Thủy U Lan càng thêm lợi hại, như vậy chỉ có trong truyền thuyết trung cực đạo văn, vấn đề là cảm ngộ trung cực đạo văn, không phải liền có thể thành tựu thiên quân sao chẳng lẽ Giang giật đã là thiên quân. Cái này hiển nhiên không có khả năng, vô số người trong con người đều là thật sâu nghi hoặc, đương nhiên rất nhanh mọi người đoán được một chút. Cái này nghịch thiên thần thông hoặc là yêu hậu truyền thụ cho, hoặc là liền là giang giật mẫu thân y phiêu phiêu truyền thụ cho. Y phiêu phiêu tại đại lục không tính nổi danh, nhưng rất nhiều gia tộc vẫn là góp nhặt cái này tuyệt thế thiên kiêu tư liệu. Y phiêu phiêu trong tư liệu, nhất làm cho người kinh hãi hai điểm, bảo vật nhiều đến dọa người, lợi hại thần thông cũng nhiều đến dọa người hơn. Hiu, hiu, bên kia giang giật không lọt vào mắt ánh mắt của mọi người, không ngừng thuấn di, không ngừng chém giết cấp thấp quân sĩ cùng thống lĩnh, căn bản không cùng thần du ngũ trọng cường giả chạm mặt. Điều này cũng làm cho chúng cường giả có chút an tâm, chỉ ít giang giật thực lực còn không thể đối thần du ngũ trọng cường giả có uy hiếp. Một mình hắn có thể giết được bao nhiêu người thần võ quốc đại quân hắn còn không có giết hết, hạ vũ thành đã san thành bình địa A. Đông đông đông, tất cả đại quân thống soái trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, tuần tự hạ lệnh bắt đầu tổng tiến công, nguyên bản rất nhiều đều không nhúc nhích cường giả toàn bộ hướng hạ vũ thành chen chúc mà đi, giang giật bên này xuất hiện biến số, bọn hắn nhất định phải nhanh đem hạ vũ thành đại quân đánh tan, đem tô ra tất cả mọi người giết chết đem hạ vũ thành hủy diệt hạ vô hối cũng tỉnh ngộ lại hạ lệnh thái sử tướng quân đừng quản giang giật đại quân công kích trước cho bản thái tử đánh hạ hạ vũ thành lại nói hạ vũ thành bị hủy diệt ta